quả của đại thiện nghiệp có uống rượu, bia và các chất say. Người thiện nào là người biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, tinh nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, tạo đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say trong đại thiện tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lã có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm bá tí sanh thí chích tá làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người ấy có ba mươi quả báo của đại thiện nghiệp không uống rượu bia và các chất say trong kiếp quá khứ của người ấy trong chú giải khuất đá cá Bà thá giảng giải về ba mươi quả báo của đại thiện nghiệp không uống rượu bia và các chiếc xây trong kiếp quá khứ như sau. Kiếp hiện tại của người ấy một Là người có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 2. Là người thường có trí nhớ. 3. Là người không loạn trí, điên cuồng. 4. Là người có trí tuệ, thông minh, nhạy bén. 5. Là người có sự tinh tấn không ngừng. 6. Là hạng người có tam nhân, vô tham vô sân vô si từ khi đầu thai bảy là người không bị câm điếc từ khi đầu thai tám là người có trí tuệ sáng suốt không mê muội chín là hạng người không dễ vui trong mọi thiền pháp mười là hạng người đa văn túc trí học nhiều hiểu rộng mười một là người có thân hình đầy đủ cân đối các bộ phận lớn nhỏ xinh đẹp mười hai là người ít gặp tai nạn mười ba là người ít có sầu não khổ tâm. Mười bốn là người thường nói lời chân thật đáng tin. Mười lăm là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không nói lời vô ích. Mười sáu là người có sự tinh tấn không ngừng ngày đêm trong mọi công việc phước thiện. Mười bảy là người có lòng biết ơn và biết đền ơn đối với người ân nhân của mình. Mười tám là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 19 là người không có tính keo kiệt, bủn xỉn của cải của mình. 20. Là người có tâm quan hỷ trong việc tạo phước thiện, bố thí của cải đến cho người khác. 21. Là người có giới hạnh đầy đủ và trọn vẹn. 22. Là người trung thực với mình và mọi người. 23. Là người ít sinh tâm sân hận. 24. Là người biết hổ thẹn tội lỗi, không dám làm ác. 25 là người biết gây sợ tội lỗi không dám làm ác. 26 là người có chánh kiến thấy đúng có khả năng thấy rõ biết rõ thật tánh của các pháp. 27 là người có nhiều phước thiện cao thượng. 28 là người có nhiều trí tuệ hiểu biết các pháp. 29 là bậc thiện trí hiểu biết phân biệt được điều lợi điều hại điều chánh lẽ tạc. 30 là bậc thiện trí biết sự lợi ích kiếp hiện tại sự lợi ích kiếp vị lai, sự lợi ích tối thượng niết bàn. Đó là 30 quả báo tốt của đại thiên nghiệp không uống rượu bia và các chất say mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Đại thiên nghiệp và quả của đại thiên nghiệp. Đại thiên nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. Đại thiên nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với tám đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại có tám thiện quả vô nhân tâm tiếp xúc biết các đối tượng tốt thiện quả vô nhân tâm có tám tâm thiện quả vô nhân tâm có tám quả tâm là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm một nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp thấy đối tượng sắc tốt đáng hài lòng hai nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp nghe đối tượng âm thanh hay đáng hài lòng ba tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp ngửi đối tượng hương thơm đáng hài lòng bốn thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp nếm đối tượng gì ngon đáng hài lòng năm thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của đại thiện nghiệp xúc giác đối tượng xúc an lạc đáng hài lòng sáu tiếp nhận tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp tiếp nhận năm đối tượng sắc thành hương dị xúc tốt đáng hài lòng bảy suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp suy xét năm đối tượng sắc thành hương dị xúc tốt đáng hài lòng tám suy xét tâm đồng sinh với thọ Hỷ là quả của đại thiện nghiệp suy xét năm đối tượng sắc thành hương dị xúc tốt đáng hài lòng trong kiếp hiện tại, đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả, có tám thiện quả vô nhân tâm tiếp xúc biết các đối tượng tốt đáng hài lòng. Bá tí sanh thí ca lá và bá bá tí ca lá Đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm cho quả trong hai thời kỳ. Bá tí sanh thí ca lá, thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá bá tí ca lá, thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Một Bá tí sanh thí ca lá Thời kỳ tái sinh kiếp sau Đại thiện nghiệp Trong tám đại thiện tâm Có cơ hội cho quả Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Có tám đại quả tâm Và một suy xét tâm đồng sinh với thọ xã Là quả của đại thiện nghiệp Gồm có chín quả tâm Gọi là dục giới tái sinh tâm Bá tí sanh thí chí tả Làm phận sự tái sinh kiếp sau Bá tí sanh thí kiết giá Trong bảy cõi thiện dục giới Là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới chính dục giới tái sinh tâm bá tí sanh thí ký tá chính dục giới tái sinh tâm đó là tám đại quả tâm và một suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của tám đại thiện nghiệp đại quả tâm có tám tâm tám đại quả tâm có mỗi đại quả tâm tương xứng tám đại thiền tâm về thọ về trí tuệ về tác động như sau một đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ hợp với trí tuệ, không cần tác động. 2. Đại quả tâm thứ nhì, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, cần tác động. 3. Đại quả tâm thứ ba, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại quả tâm thứ tư, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 5. Đại quả tâm thứ năm, đồng sinh với thọ xã, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 6 đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xã hợp với trí tuệ cần tác động 7. đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xã không hợp với trí tuệ không cần tác động 8. đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xã không hợp với trí tuệ cần tác động tám đại quả tâm có hai loại quả tâm bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ Chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ thuộc về thiện quả vô nhân tâm. Như vậy, chính dục giới tái sinh tâm là phần sự tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Cõi người Nam Thiện Bộ Châu là cõi người mà chúng ta đang sinh sống. Bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm. Một thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá người thiện nào biết hổ thẹn tội lỗi biết gây sợ tội lỗi tinh nghiệp và quả của nghiệp tránh xa mười ác nghiệp tạo mười đại thiện nghiệp bằng thân bằng khẩu bằng ý sau khi người thiện ấy chết nếu đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau thì có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm cùng với ba sắc pháp ca giá ru bá thân pha vá ru bá sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và ha đá giá vá thú ru bá sắc ý căn làm phần sự tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí kiết giá đầu thái làm người tam nhân tí hê tú cá bút gá lá trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người tam nhân ấy dũng có trí tuệ nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm chứng đắc năm phép thần thông thế gian lô ký giá áp nha nếu người tâm nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh trong phật giáo hai thời kỳ sau khi đã tái sinh ba Bá tí ca lá kiếp hiện tại đại quả tâm hợp với trí tuệ nào gọi là tái sinh tâm ba tí sanh thí ký tá là phần sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại chính đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành hồ kiếp tâm phá van gá chí tá tiếp tục làm phần sự hộ trì giữ gìn kiếp người tam nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ và cuối cùng cũng chính đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành tử tâm của tí chí tá làm phần sự chuyển kiếp chết kết thúc kiếp hiện tại của người tam nhân ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại đại thiện nghiệp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả có tám đại quả tâm và tám thiện quả vô nhân tâm gồm có mười sáu quả tâm bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm một thời kỳ tái sinh kiếp sau bát tí sanh thí ca lã người thiện nào biết khổ thẹn tội lỗi biết gây sợ tội lỗi tinh nghiệp và quả của nghiệp tránh xa mười ác nghiệp tạo mười đại thiện nghiệp bằng thân bằng khẩu, bằng ý sau khi người thiện ấy chết. Nếu đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau thì có đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm. Cùng với ba sắc pháp ca giá ru bá, thân, pha vá ru bá, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và ha đá giá vá thú ru bá, sắc ý căng là phần sự tái sinh kiếp sau đầu thái làm người nhị nhân ví hay tú cá bút gá lá trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người nhị nhân ấy vốn không có trí tuệ nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới nào cả nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế hai thời kỳ sau khi đã tái sinh ba ba tí ca lá kiếp hiện tại đại quả tâm không hợp với trí tuệ nào gọi là tái sinh tâm. Bá tí sanh thí chí tá là phần sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm. Liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá bá tí ca lá kiếp hiện tại. Chính đại quả tâm không hợp với trí tuệ ấy trở thành hồ kiếp tâm, phá van gá chí tá. Tiếp tục là phần sự hộ trì, giữ gìn kiếp người nhị nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Và cuối cùng cũng chính đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành tử tâm chú tí chí tá là phận sự chuyển kiếp chết kết thúc kiếp hiện tại của người nhị nhân ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh ba tí cà lá kiếp hiện tại đại thiện nghiệp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả có bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ và tám thiện quả vô nhân tâm gồm có mười hai quả tâm suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp gọi là tái sinh tâm một thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá người thiện nào biết khổ thẹn tội lỗi biết gây sợ tội lỗi tinh nghiệp và quả của nghiệp tránh xa mười ác nghiệp tạo mười đại thiện nghiệp bậc thấp bằng thân bằng khẩu bằng ý sau khi người thiện ấy chết nếu đại thiện nghiệp bậc thấp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp gọi là tái sinh tâm cùng với ba sắc pháp ca giá ru bá thần pha vá ru bá sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và hai đá giá vá thú rù bá sắc y căn làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người vô nhân cõi thiện giới số gá tí á hê tú cá bút cá lá đuôi mù cầm điếc tật nguyện từ khi đầu thai trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người vô nhân cõi thiện giới ấy là người đuôi mù cầm điếc tật nguyện chỉ biết tầm thường trong cuộc sống hai thời kỳ sau khi đã tái sinh ba ba tí ca lá kiếp hiện tại suy xét tâm đồng sinh với thọ xã nào gọi là tái sinh tâm ba tí sanh thí chí tá làm phần sự tái sinh kiếp sau một sắc na tâm liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh ba ba tí ca lá kiếp hiện tại chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xã ấy trở thành hộ kiếp tâm pháp văn gã chí tá tiếp tục làm phần sự hộ trì giữ gìn kiếp người vô nhân cõi thiện giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ và cuối cùng cũng chính suy sát tâm đồng sinh với thọ xã ấy trở thành tử tâm chú tí chí tá là phận sự chuyển kiếp chết kết thúc kiếp hiện tại của người vô nhân cõi thiện giới ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh ba phát tỷ cà Lã, kiếp hiện tại đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả chỉ có tám thiện quả vô nhân tâm mà thôi loài người trong cõi người nam thiện bộ châu của tuổi thọ không nhất định nếu thời kỳ các thiện pháp tăng trưởng thì tuổi thọ có người tăng, thì tăng dần lên cho đến tục đỉnh là A Tăng Kỳ Năm. Nếu thời kỳ các thiện pháp giảm dần thì tuổi thọ con người cũng giảm dần cho đến tục cùng chỉ còn 10 năm mà thôi. Chính quả tâm gọi là tái sinh tâm trên sáu cõi trời dục giới. Một, thời kỳ tái sinh kiếp sau, bát tỷ sanh thí ca lã trên sáu cõi trời dục giới. Người thiện nào biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, tinh nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa mười ác nghiệp, tạo mười đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, sau khi người thiện ấy chết. Nếu đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có chính quả tâm gọi là tái sinh tâm, là phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm gì thiên nam hoặc vì thiên nữ trên sáu cõi trời dục giới như sau sáu cõi trời dục giới một cõi trời tứ đại thiên dương nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân hoặc nếu bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân trên cõi trời tứ đại thiên dương hưởng quả an lạc cho đến khi hết tuổi thọ năm trăm tuổi trời bằng chín triệu năm tại cõi người bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng năm mươi năm tại cõi người hoặc một suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiền tâm gọi là tái sinh tâm là phần sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì thiên nam vô nhân cõi thiền giới hoặc vì thiên nữ vô nhân cõi thiền giới nhóm phum má thả đê vá ta chư thiên trên mặt đất thuộc tứ đại thiên dương hưởng quả an lạc tầm thường hai cõi trời tam thập tam thiên nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì thiên nam tam nhân hoặc gì thiên nữ tam nhân hoặc bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì thiên nam nhị nhân hoặc gì thiên nữ nhị nhân trên cõi trời tam thập tam thiên hưởng quả an lạc cao quý hơn cõi trời tứ đại thiên dương cho đến khi hết tuổi thọ một ngàn tuổi trời bằng ba mươi sáu triệu năm tại cõi người bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng một trăm năm tại cõi người ba cõi trời và ma thiên. Nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm gì thiên nam tam nhân hoặc vì thiên nữ tam nhân, hoặc nếu bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm gì thiên nam nhị nhân hoặc vì thiên nữ nghị nhân trên cõi trời và ma thiên, hưởng quả ăn lạc cao quý hơn cõi trời tam thập tam thiên cho đến khi hết tuổi thọ hai ngàn tuổi trời bằng 144 triệu năm tại cõi người, bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng 200 năm tại cõi người. 4. Cõi trời đâu xuất đà thiên Nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm gì thiên nam tam nhân hoặc gì thiên nữ tam nhân, hoặc nếu bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm gì thiên nam nhị nhân, hoặc vì thiên nữ nhị nhân trên cõi trời đâu xuất đà thiên hưởng quả ăn lạc cao quý hơn cõi trời và ma thiên cho đến khi hết tuổi thọ bốn ngàn tuổi trời bằng năm trăm bảy mươi sáu triệu năm tại cõi người bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng bốn trăm năm tại cõi người năm cõi trời quá lạc thiên nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì thiên nam tam nhân hoặc gì thiên nữ tam nhân hoặc nếu bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ là phận sự tái sinh kiếp sau quá xin làm gì thiên nam nhị nhân hoặc gì thiên nữ nhị nhân trên cõi trời quá lạc thiên hưởng quả ăn lạc cao quý hơn cõi trời đâu xuất đà thiên cho đến khi hết tuổi thọ tám ngàn tuổi trời bằng hai ngàn ba trăm lẻ bốn triệu năm tại cõi người bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng tám trăm năm tại cõi người sáu cõi trời tha quá tự tài thiên nếu bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ Làm phần sự tái sinh kiếp sau Quá sinh làm gì thiên nam tam nhân Hoặc gì thiên nữ tam nhân Hoặc Nếu bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ Làm phần sự tái sinh kiếp sau Quá sinh làm gì thiên nam nhị nhân Hoặc gì thiên nữ nhị nhân Trên cõi trời tha quá từ tài thiên Hưởng quả an lạc cao quý Hơn cõi trời quá đạt thiên Cho đến khi hết tuổi thọ 16.000 tuổi trời Bằng 9.216 triệu năm tại cõi người bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời này bằng 1.600 năm tại cõi người. hai ba Bách Tý ca Lá Thời kỳ sau khi đã tái sinh Đại quả tâm nào gọi là tái sinh tâm? Bá Tý sanh Thí Chí Tá Làm phận sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh Bá Bách Tý Cà Lá kiếp hiện tại Chính đại quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm Phá van Gá Chí Tá Tiếp tục làm phận sự hộ trì giữ gìn kiếp gì thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục giới ấy và cuối cùng cũng chính đại quả tâm ấy trở thành tử tâm chú tý chí tá làm phận sự chuyển kiếp chết kết thúc kiếp hiện tại của vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy tại cõi trời dục giới ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại của vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm cho quả có tám đại quả tâm và tám thiện quả vô nhân tâm tùy theo đại thiện nghiệp trong mỗi đại thiện tâm. Phần sự của chín quả tâm gọi là dục giới tái sinh tâm. Trong 16 quả tâm là quả của đại thiện nghiệp, trong tám đại thiện tâm ấy có chín quả tâm là tám đại quả tâm và một suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm gọi là chín dục giới tái sinh tâm. Trong chín dục giới tái sinh tâm ấy nếu quả tâm nào gọi là tái sinh tâm là phần sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm rồi diệt liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại chính quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm làm phần sự hộ kiếp bảo hộ giữ gìn kiếp người hoặc kiếp vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy cho đến mãn kiếp hết tuổi thọ rồi cuối cùng cũng chính quả tâm ấy trở thành tử tâm làm phận sự chết kết thúc kiếp hiện tại của kiếp người hoặc kiếp vị thiên nam hoặc kiếp vị thiên nữ ấy trong cõi trời dục giới ấy. Ví dụ, sau khi chúng sinh nào chết, nếu có đại quả tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động, gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thủy chí tá, cùng với ba sắc pháp, ca giá ru bá, thần, pha vá ru bá, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, và hai đá giá, vá thú ru bá, sắc ý căn là phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người tam nhân, hoặc quá sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân một sát na tâm sinh rồi diệt liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh ba phá tí cà lá kiếp hiện tại chính đại quả tâm thứ nhất ấy trở thành hộ kiếp tâm phá van gã chí tá là phận sự hộ kiếp bảo hộ giữ gìn kiếp người tam nhân hoặc kiếp vị thiên nam tam nhân hoặc kiếp vị thiên nữ tam nhân ấy cho đến mãn hết kiếp tuổi thọ rồi cuối cùng cũng chính đại quả tâm thứ nhất ấy trở thành tử tâm chú tý chí tá làm phận sự chết kết thúc kiếp hiện tại kiếp người tam nhân hoặc kiếp gì thiên nam nhân nhân hoặc kiếp gì thiên nữ ấy trong cõi trời dục giới ấy như vậy mỗi kiếp chúng sinh nói chung mỗi kiếp người nói riêng chỉ có một quả tâm gọi là tái sinh tâm trở thành hồ kiếp tâm rồi trở thành tử tâm tâm chết cùng một loại quả tâm giống nhau chỉ có khác nhau về ba khoảng thời gian mà thôi thời gian đầu gọi là tái sinh tâm là phận sự tái sinh kiếp sau chỉ có một sát na tâm sinh rồi diệt liền tiếp theo sau khoảng thời gian giữa trở thành hộ kiếp tâm là phận sự hộ trì bảo hộ giữ gìn suốt kiếp hiện tại cho đến giây phút cuối cùng tiếp theo sau thời gian cuối trở thành tử tâm là phận sự chuyển kiếp gọi là chết kết thúc kiếp hiện tại chỉ có một sát na tâm mà thôi tuy nhiên mỗi chúng sinh nói chung mỗi người nói riêng trong dòng tử sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp kia tử tâm chú tí chí tá tâm chết của kiếp hiện tại kiếp cũ diệt kết thúc mỗi kiếp chúng sinh và tá sinh tâm bá tí sanh thí chí tá kiếp sau kiếp mới sinh bắt đầu mỗi kiếp chúng sinh tuy hai kiếp chúng sinh chỉ cách nhau có một sát na tâm trước và sau trong cùng một cần tử lộ trình tâm má rá na san na vi thí nhưng chắc chắn hai loại quả tâm này hoàn toàn khác biệt nhau bởi vì hai kiếp chúng sinh khác nhau chúng sinh khác nhau chúng sinh khác nhau chúng sinh hiện thiện punyá grí thú dục giới thiện nghiệp gọi là đại thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh giới tám đại thiện tâm tạo mười phước thiện một đaná lá phước thiện bố thí hai si lá lá phước thiện giữ giới ba phavana kusalá phước thiện hành thiền. 4. Apacha giá ná của sa lá, phước thiện cung kính. 5. Về già Kusala của sa lá, phước thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện. 6. Patidana của sa lá, phước thiện hồi hướng phần phước thiện. 7. Batanu Modana của sa lá, phước thiện hoan hỷ phần phước thiện. 8. Tha má Savana Kusala Phước thiện nghe Pháp 9. Tha má Desana Kusala Phước thiện thuyết Pháp 10. Đi thú chú ca má Kusala Phước thiện chánh kiến Mười phước thiện được gom lại thành ba nhóm. Nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện dự giới. Nhóm Phước Thiện Hành Thiền một Nhóm Phước Thiện Bố Thí gồm có ba Pháp Phước Thiện Bố Thí, Phước Thiện Hồi Hướng, Phước Thiện Hoan Hỷ 2. Nhóm Phước Thiện Giữ Giới gồm có ba Pháp Phước Thiện Giữ Giới, Phước Thiện Cung Kính, Phước Thiện Hỗ Trợ Trong Mọi Việc Thiện 3. Nhóm Phước Thiện Hành Thiền gồm có bốn Pháp phước thiện hành thiền phước thiện nghe pháp phước thiện thuyết pháp và phước thiện chánh kiến tuy nhiên phước thiện chánh kiến đó là ca Kusala của lá chánh kiến hiểu biết đúng về nghiệp là của riêng mình là rất cần thiết cho cả ba nhóm để hỗ trợ tạo mỗi phước thiện nào với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đủ ba thiện nhân là vô tham, vô sân, vô si, để cho phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Phước thiện và quả của mười phước thiện Đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm tạo mười phước thiện, Puññá Kriya Vách Thú. Đại thiện tâm Maha Kusala Chitta có tám tâm, một Đại thiện tâm thứ nhất, đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 2. Đại thiện tâm thứ nhì, đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ, cần tác động. 3. Đại thiện tâm thứ ba, đồng sinh giới thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại thiện tâm thứ tư, đồng sinh giới thọ hỷ, không hợp với trí tuệ. Cần tác động. Năm. Đại thiện tâm thứ năm. Đồng sinh giới thọ xã. Hợp với trí tuệ. Không cần tác động. Sáu. Đại thiện tâm thứ sáu. Đồng sinh giới thọ xã. Với trí tuệ. Cần tác động. Bảy. Đại thiện tâm thứ bảy. Đồng sinh giới thọ xã. Không hợp với trí tuệ. Không cần tác động. Tám đại thiện tâm thứ tám đồng sinh giới thọ xã không hợp với trí tuệ cần tác động tám đại thiện tâm này phân chia theo hai trí tuệ có hai loại bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ và bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ mười phước thiện mà mỗi phước thiện được thành tựu đều trải qua ba thời kỳ tác ý 1. Puppa cetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, phát sinh trước khi tạo phước thiện, không có thời gian nhất định. 2. Muncha cetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, phát sinh khi đang tạo phước thiện ấy. 3. Aparā cetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước thiện xong, thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí trải qua thời gian nhiều năm sau. Trong ba thời kỳ tắc ý này, mỗi thời kỳ tắc ý có vai trò quan trọng để trở thành đại thiện nghiệp như sau. Năng lực của Môn Trá Chitana Thời kỳ Môn Trá tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, phát sinh khi đang tạo phước thiện nào. Phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp như sau. Người thiện nào nếu có môn chá Chetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ cam má sát cá tan nha ná. Khi đang tạo phước thiện nào có đích thí chú cam má phước thiện chánh trí hỗ trợ phước thiện ấy thì người thiện ấy tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đủ ba thiện nhân là vô tham vô sân vô si nên phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp người thiện nào nếu có môn chá chetana tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cá má sát cá tanya ná khi đang tạo phước thiện nào không có đích thí chúa câm má phước thiện chánh kiến hỗ trợ phước thiện ấy thì người thiện ấy tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ chỉ có hai thiện nhân là vô tham và vô sân không có vô si nên phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp tam nhân đại thiện nghiệp và nhị nhân đại thiện nghiệp phân loại theo năng lực của hai thời kỳ tác ý. Thời kỳ Puppa Chitana, tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước thiện nào. Và thời kỳ aparā Chitana, tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước thiện nào xong. Mỗi loại đại thiện nghiệp có hai bậc. Ukatha Kusala Kamma đại thiện nghiệp bậc cao và ô má cá của Xá lá cam má đại thiện nghiệp bậc thấp một nhỏ út cách thá của Xá lá ca má đại thiện nghiệp bậc cao như thế nào người thiện nào tạo phước thiện bố thí nào hoặc phước thiện giữ giới nào hoặc phước thiện hành thiền nào vân vân nếu thời kỳ Pupa Chetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy không có tà kiến tham ái ngã mạn phát sinh xen lẫn và nhất là thời kỳ Aparachetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiện nào không có tà kiến tham ái ngã mạn phát sinh xen lẫn thì người ấy tạo phước thiện bố thí ấy hoặc phước thiện dự giới ấy hoặc phước thiện hành thiền ấy trở thành tí hê trú cá út cách thá của sa lá cầm má tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao và đề vi hê trú cá út cách thá của sa lá cầm má nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hai ô má cá cú sa lá cầm má đại thiện nghiệp bậc thấp như thế nào Người thiện nào tạo phước thiện bố thí nào hoặc phước thiện dự giới nào hoặc phước thiện hành thiền nào dân dân. Nếu thời kỳ Pupa Chetana tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy bởi vì có tà kiến tham ái ngã mạn phát sinh xen lẫn và nhất là thời kỳ Apara cetana tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện nào. Bởi vì có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, nên làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì người ấy tạo phước thiện bố thí ấy, hoặc phước thiện dự giới ấy, hoặc phước thiện hành thiền ấy, trở thành tí hê tu cá, ô má cá cú sa lá ca má. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp và đờ vi hê tú cá ô mắt cá cú sa lá ca má nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp năng lực của aparā chetana trong hai thời kỳ Tắc ý thời kỳ pupa chetana tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện nào và thời kỳ aparā chetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện nào theo thời gian sau nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm để quyết định phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp thì thời kỳ aparachetana tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi có vai trò quan trọng hơn là thời kỳ Puppa tắc ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước thiện ấy bởi vì chưa thành tựu phước thiện ấy thật vậy dù cho thời kỳ Puppa Chetana tắc ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiện nào bởi vì có tham ái ngã mạn tà kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm nhưng nếu thời kỳ Aparachitana tắc ý tâm sở đồng sinh giới Đại Thiện Tâm trong sạch sau khi đã tạo Phước Thiện ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với Đại Thiện Tâm trong sạch quan hỷ trong Phước Thiện ấy, không có tham ái ngã mạng tà kiến phát sinh sen lẫn, không làm cho Đại Thiện Tâm bị ô nhiễm, thì Phước Thiện ấy vẫn trở thành Úc của Sa Lá Má tức đại thiện nghiệp bậc cao. Dù cho thời kỳ Pupa Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện ấy, không có tham ái ngã mạn tà kiến phát sinh xen lẫn. Nhưng nếu thời kỳ aparā tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn tà kiến, phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì phước thiện ấy trở thành ô ma cá của sa lá cầm má, đại thiện nghiệp bậc thấp. Cho nên, Aparachetana, Chetana tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, có tầm quan trọng quyết định đại thiền nghiệp ấy trở thành u cách thá của Sa lá cam má, đại thiền nghiệp bậc cao, hoặc ô cá của Sa lá cam má, đại Thiện nghiệp bậc thấp. Phân loại đại thiện nghiệp theo u cách thá của Sa lá cam má và ô mắt cá của Sa lá cam má phân loại tí Hệ tú cá cú sa lá cam má và đờ vi Hệ tú cá cú sa lá cam má theo u cách thá cú sa lá cam má và ô má cá cú sa lá cam má có bốn bậc như sau tí Hệ tú cá cú sa lá cam má có hai bậc một tí Hệ tú cá u cách thá cú sa lá cam má tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hai tí hê tú ca ô ma cá cú sa lá ca má tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp đờ vi hê tú cá cú sa lá ca má có hai bậc một đờ với hê tú ca, ú cá ú ca thá cú sa lá ca má nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hai đờ với hê tú cá ô ma cá cú sa lá ca má nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp mỗi đại thiện nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau vàtý santhikala làm người hoặc làm vị thiên nam vị thiên nữ trên sáu cõi trời dục giới và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh vàvatý kiếp hiện tại của người hoặc của chư vị thiên nam vị thiên nữ tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp gồm có bốn bậc như sau một tỷ hệ tu cá thá, của sa lá ca má tức tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao. 2. Tí hê tú cá, ô má cá cú sa lá ca má, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. 3. Đờ vi hê tú cá, úc cá thá cú sa lá ca má, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. 4. Đờ vi hê tú cá, ô má cá cú sa lá cam má, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Thời kỳ thi Santhika Lá và thời kỳ ba tí ca lá. Đại thiện nghiệp có bốn loại là tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao và tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Mỗi bậc đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, pa tí lá và thời kỳ sau khi đã tái sinh, pavatti ca lá kiếp hiện tại. Đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người có ba hạng người trong đời này, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam, hoặc vị thiên nữ trên sáu cõi trời dục giới, cũng có ba hạng chư thiên. Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên nam, hạng thiên nữ có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại thiện nghiệp như sau một ti hê Tú cá Úc của thá cú sa lá ca má tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao Tí hê tú cá Úc của thá cú sa lá ca má là tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong hai thời kỳ thời kỳ tái sinh kiếp sau và tí santhika lá và thời kỳ sau khi đã tái sinh và phát tí ca lá kiếp hiện tại A. À, thời kỳ tái sinh kiếp sau và tí Santikala. Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn đã tạo phước thiện bố thí nào, phước thiện giữ giới nào, phước thiện hành thiền nào, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm cùng với ba sắc pháp cái giá rupa thân pha vá rupa sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và ha đá giá vách thú rupa sắc ý căn làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người tâm nhân ấy vốn có trí tuệ. Nếu người tâm nhân ấy là hành giả thực hành pháp hành thiền định, thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, chứng đắc năm phép thần thông, luật kỳ giá á phi nha. Nếu người tâm nhân ấy là hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh nhân trong phật giáo hoặc hóa sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân trên cõi trời dục giới nếu vị thiên nam tam nhân vị thiên nữ tam nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ đức phật lắng nghe chánh pháp của đức phật thì vị thiên nam tam nhân vị thiên nữ tam nhân có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. B. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavati lá kiếp hiện tại. Tam nhân đại quả tâm hợp với trí tuệ nào gọi là tái sinh tâm, Pati làm phận sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại chính tam nhân đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành hộ kiếp tâm pha vành gá chích tá tiếp tục làm phận sự hộ trì giữ gìn kiếp người tâm nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ và cuối cùng cùng chính tam nhân đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành tử tâm chú tí chích tá làm phận sự chuyển kiếp kết thúc kiếp hiện tại của người tam nhân ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh tức kiếp hiện tại có mười sáu quả tâm đó là hữu nhân đại quả tâm có tám quả tâm và thiện quả vô nhân tâm có tám quả tâm. Hữu nhân đại quả tâm có tám tâm. Hữu nhân đại quả tâm đó là đại quả tâm có tám tâm mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong tám đại thiện tâm như sau. Một, đại quả tâm thứ nhất, đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Hai, đại quả tâm thứ nhì, đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ cần tác động. 3. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. 4. Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. 5. Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xã, hợp với trí tuệ, không cần tác động. 6. Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh giới thọ xã hợp với trí tuệ cần tác động bảy đại quả tâm thứ bảy đồng sinh giới thọ xã không hợp với trí tuệ không cần tác động và tám đại quả tâm thứ tám đồng sinh giới thọ xã không hợp với trí tuệ cần tác động thiện quả vô nhân tâm có tám tâm Thiện quả vô nhân tâm có tám tâm là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm như sau. một Nhãn thức tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp, thấy đối tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 2. Nhĩ thức tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp, nghe đối tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 3 tỷ thức tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp, ngửi đối tượng hương thơm đáng hài lòng. 4. Thiệt thức tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp, nếm đối tượng vị ngon đáng hài lòng. 5. Thân thức tâm đồng sinh giới thọ lạc là quả của đại thiện nghiệp, xúc giác đối tượng xúc an lạc đáng hài lòng. 6 tiếp nhận tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp tiếp nhận năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc tốt đáng hài lòng bảy suy xét tâm đồng sinh giới thọ xã là quả của đại thiện nghiệp suy xét năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc tốt đáng hài lòng tám suy xét tâm đồng sinh giới thọ hỷ là quả của đại thiện nghiệp suy xét năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc tốt đáng hài lòng như vậy tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và tý lá có bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm và tí tá làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người tam nhân hoặc hóa sinh làm vị thiên nam tam nhân vị thiên nữ tam nhân trên sáu cõi trời dục giới và tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại gồm có mười sáu quả tâm là tám đại quả tâm và tám thiện quả vô nhân tâm tiếp xúc biết các đối tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện tại của người tam nhân ấy hoặc của vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân ấy trong cõi trời dục giới ấy hai tí hê tú cá ô má cá của sa lá cam má là tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp với ba đờ vi hê tú cá ước cách thá của sa lá cam má là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao Thi tu cá, ô cá của sa lá cà má là tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Giới, đề vi hê tú u cách thá của sa lá cà má là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Hai loại đại thiện nghiệp này cho quả tương đương với nhau trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati lá và thời kỳ sau khi đã tái sinh Bavati lá kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau Pati lá Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn đã tạo phước thiện bố thí nào, phước thiện giữ giới nào, phước thiện hành thiền nào, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, nếu tâm nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ, tuột xuống, tương đương với nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Hai loại đại thiện nghiệp này có cơ hội cho quả tương đương trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Pati cùng với ba sắc pháp, Kaya Rupa, thân, Phava Rupa, sắc năm tính hoặc sắc nữ tính, và thú thú Rupa sắc ý căn làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị nhân đời vi hê tú cá bút cá lá từ khi đầu thai trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người nhị nhân ấy vốn không có trí tuệ nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế hoặc hóa sinh làm vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân trên cõi trời dục giới nếu vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ đức phật lắng nghe chánh pháp của đức phật thì vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá Phát Tí Ca Lá kiếp hiện tại. Nhị nhân đã quả tâm không hợp với trí tuệ nào gọi là tái sinh tâm bát bá Tí San thi Tá làm phận sự tái sinh kiếp sau một sắc na tâm. Liên tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại chính nhị nhân đại quả tâm không hợp với trí tuệ ấy trở thành hộ kiếp tâm phá van tá tiếp tục làm phận sự hộ trì giữ gìn kiếp người tâm nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ và cuối cùng cũng chính nhị nhân đại quả tâm không hợp với trí tuệ ấy trở thành tử tâm chú tí chi tá làm phận sự chuyển kiếp kết thúc kiếp hiện tại của người nhị nhân ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh và vật tí ca lá kiếp hiện tại, tâm nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện nghiệp tâm hợp với trí tuệ và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả tương đương với nhau trong thời kỳ sau khi đã tái sinh tức kiếp hiện tại có 12 quả tâm đó là hữu nhân đại quả tâm không hợp với trí tuệ có bốn quả tâm và thiện nhân vô nhân tâm có tám quả tâm như vậy tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ tuột xuống tương đương với nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau santhika lá có bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, pa tí tá làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người nhị nhân, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam nhị nhân, vị thiên nữ nhị nhân trên sáu cõi trời dục giới, và tâm nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ tuột xuống tương đương với nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, gồm có 12 quả tâm, là bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ và tám thiện quả vô nhân tâm. Tiếp xúc biết các đối tượng không tốt, không xấu trong cuộc sống kiếp hiện tại của người nhị nhân ấy, hoặc của vị thiên nam nhị nhân, hoặc vị thiên nữ nhị nhân ấy trên cõi trời dục giới ấy nhận xét về tiahe tú cá ô mắt cá của sa lá cam má với de vihe tú cá ức cách của sa lá cam má tiahe tú cá ô mắt cá của sa lá cam má là tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ nên không đủ năng lực cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có đại quả tâm hợp với trí tuệ nên bị tuột xuống tương đương với đời vi Hê cá Úc cách thá của sa lá cam Má là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và tý Lá có bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm và tý santhichita làm phận sự tái sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người đờ với hê tú lá, hạng người nhị nhân từ khi tái sinh đầu thai làm người hoặc hóa sinh làm vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân trên sáu cõi trời dục giới cõi trời dục giới cõi trời dục giới cõi trời dục giới, cõi trời dục giới. đờ vi hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm Mã là nhị nhân đại thiền nghiệp bậc thấp đờ vi hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm Mã là nhị nhân đại thiền nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiền tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong hai thời kỳ thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá thời kỳ sau khi đã tái sinh bá bá tý ca lá kiếp hiện tại A à nhỏ, thời kỳ tái sinh kiếp sau Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn Đã tạo phước thiện bố thí nào Phước thiện giữ giới nào Phước thiện hành thiền nào dân dân Sau khi người thiện ấy chết Nếu nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp Trong bốn đại thiện tâm Không hợp với trí tuệ Có cơ hội cho quả Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Có suy xét tâm Đồng sinh với thọ xã Là quả của đại thiện nghiệp thuộc về thiện quả vô nhân tâm gọi là tái sinh tâm cùng với ba sắc pháp cá giá rù bá thân pha vá rù bá sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và ha đa giá vá thú rù bá sắc ý căn làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô nhân cõi thiền giới suga ga tỷ á hề tu cá bút gá lá là người đu mù câm điếc tật nguyền từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô nhân ấy vốn là người đôi mù, cầm điếc tật nguyền, chỉ biết thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Hoặc quá sinh làm gì thiên nam vô nhân, hoặc gì thiên nữ vô nhân trong nhóm phum mát thá đề vá ta. Chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ đại thiên dương. Bê nhỏ thời kỳ sau khi đã tái sinh ba phát tí cà lá kiếp hiện tại suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp nào gọi là tái sinh tâm ba tí sanh thí chí tá làm phận sự tái sinh kiếp sau một sắc na tâm liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh ba phát tí cà lá kiếp hiện tại chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp ấy trở thành hồ kiếp tâm phá vành gã chí tả tiếp tục làm phần sự hộ trì giữ gìn kiếp người tam nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ và cuối cùng cũng chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của đại thiện nghiệp ấy trở thành tử tâm chú tý chí tả làm phần sự chuyển kiếp chết kết thúc kiếp hiện tại của người vô nhân cõi thiện giới ấy trong thời kỳ sau khi đã tái sinh ba vách tý cà lá kiếp hiện tại nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả chỉ có tám thiện quả vô nhân tâm mà thôi tiếp xúc với các đối tượng tầm thường trong cuộc sống hàng ngày tuy nhiên nếu đứa trẻ ấy bị đuôi mù câm điếc tật nguyền trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại do ác nghiệp nào cho quả thì không thể gọi là người vô nhân cõi thiện giới được bởi vì có số đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. Bản tóm lược tam nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp. Tóm lực tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp một tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao thời kỳ tái sinh bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ thời kỳ sau khi đã tái sinh tám đại quả tâm cộng tám thiện quả vô nhân tâm hai tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cộng nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao thời kỳ tái sinh bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ thời kỳ sau khi đã tái sinh bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ cộng tám thiện quả vô nhân tâm ba nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp thời kỳ tái sinh một suy xét tâm thọ xã là thiện quả vô nhân tâm thời kỳ sau khi đã tái sinh tám thiện quả vô nhân tâm năng lực của muôn chá chê tá ná phước thiện nào trở thành tam nhân đại thiện nghiệp hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp là do năng lực của Môn Chá Chê Ná. Tác ý tâm sở đồng sinh với Đại Thiện Tâm khi đang tạo phước thiện ấy như sau: Nếu Môn Chá Chê Ná tác ý tâm sở đồng sinh với Đại Thiện Tâm hợp với trí tuệ, có đích thí chú cầm má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ khi đang tạo phước thiện nào, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp tí hề tú cá cú xa lá thầm má nếu muôn chả chê tá ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, không hợp với trí tuệ, không có đích thí chú cầm má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ, khi đang tạo phước thiện nào, thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp, đờ ví hê tú cá cú, xá lá thầm má. Năng lực của á ba rá chê tá na phước thiện nào trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp, hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp là do năng lực của Abhara Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi như sau tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na đã trở thành tam nhân đại thiện nghiệp nếu khi đến thời kỳ a ba chê tá na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi sau thời gian nhiều ngày nhiều tháng thậm chí nhiều năm mỗi khi người ấy niệm tượng đến phước thiện ấy phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng quan hỷ không có tà kiến tham ái ngã mạn phát sinh xen lẫn nên không làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy khi phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao tí hề tú cá Út Cát Thá của Sa Lá Cầm Mã. Người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ Môn Chá Chê Tá Na đã trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu khi đến thời kỳ A Bá Rá Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm không trong sạch bởi vì có tà kiến tham ái ngã mạn phát sinh xen lẫn nên làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá đã trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp nếu khi đến thời kỳ a ba rá chê tá tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi. Sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng quan hỷ, không có tà kiến, tham ái, ngã mạng phát sinh xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy, thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Đờ vi hê tú cá, út cá thá, cú xá lá cầm mã người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê na đã trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp nếu đến thời kỳ a bá trá na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi sau thời gian nhiều ngày nhiều tháng thậm chí nhiều năm mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy phát sinh đại thiện tâm không trong sạch bởi vì có tà kiến tham ái ngã mạng phát sinh xen lẫn nên làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp đều ví hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm má năng lực của tác ý tất cả mọi người cùng chung tạo phước thiện nào có buôn chá chê tá na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm khác nhau như sau số người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ gọi là tí hê tú cá cú xá lá cầm má tam nhân đại thiện nghiệp số người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ gọi là đờ ví hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm má nhị nhân đại thiện nghiệp sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì muôn chá chê tá ná tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện khác nhau tuy có số người tạo tí hê tú cá cú sa lá cầm má tạo đờ vi hê tú cá cú sa lá cầm má giống nhau nhưng a ba rá chê tá na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm sau khi đã tạo phước thiền ấy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày nhiều tháng thậm chí nhiều năm khác nhau như sau số người sau khi tạo phước thiện ấy xong rồi mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy liền phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng quan hỷ không có tham ái ngã mạng, tà kiến, phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm ô nhiễm. Nên phước thiện ấy trở thành Úc Cách Thá, Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc cao. Số người sau khi tạo phước thiện ấy xong rồi, mỗi khi nhớ tượng đến phước thiện ấy, liền phát sinh đại thiện tâm không trong sạch. Bởi vì có tham ái, ngã mạn tà kiến, phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành ô má cá cú xá lá cầm má, đại thiện nghiệp bậc thấp. Sở gì có sự khác nhau như vậy là vì a pa ta na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm sau khi đã tạo phước thiền xong rồi khác nhau. Cho nên, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá và chó quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh ba bá tí ca lá kiếp hiện tại khác nhau như vậy vì vậy người thiện nào gần gũi thân cận với chư bậc thiền trí có cơ hội học hỏi lắng nghe lời giáo huấn của chư bậc thiền trí thì người ấy hiểu biết cách làm phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao tỷ hề tú cá út cách thá của xá lá cầm mã đó là đại thiện nghiệp cao quý có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm bá tí sanh thí chích tá làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người tam nhân cao quý tí hề tú cá bút gá lá và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh bá bá tí ca lá kiếp hiện tại được sự lợi ích sự tiến hóa sự an lạc nhất là làm nhân duyên Nhắc dẫn đến sự thành tựu Nibbana Sambhati thì hạnh phúc biết dường nào. Nhận xét về ba hạng người trong đời Trong đời hiện hữu có ba hạng người là hạng người tam nhân Tí hề tú cá bút gá lá Hạng người nhị nhân đờ ví hề tú cá bút gá lá Hạng người vô nhân cõi thiện giới Su gá tí á hề tú cá bút gá lá Trong kiếp hiện tại đều là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm mà mỗi người đã tạo trong kiếp quá khứ. Tí hề tú cá bút gá lá Hàng người tam nhân là người khi tái sinh với đại quả tâm hợp với trí tuệ nên có đủ ba thiện nhân vô tham, vô sân, vô si từ khi tái sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người tam nhân vốn dĩ của trí tuệ nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới bốn bậc thiền vô sắc giới chứng đắc các phép thần thông nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả niết bàn trở thành bậc thánh nhân trong phật giáo đờ Vĩ hê tú cá bút ga lá hạng người nhị nhân là người khi tái sinh với đại quả tâm không hợp với trí tuệ nên chỉ có hai nhân vô tham và vô sân không có vô si từ khi tái sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ khi sinh ra đời lúc trưởng thành người nhị nhân vốn dĩ không có trí tuệ nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế Sú gá tí á hê tú cá bút gá lá Hạng người vô nhân cõi thiện giới Là người khi tái sinh Giới suy xét tâm Đồng sinh với thọ xả Là quả của đại thiện nghiệp Thuộc về thiện quả vô nhân tâm Từ khi tái sinh Đầu thái làm người Bị đuôi mù, cầm điếc, ngu muội Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành Là người đuôi mù, câm điếc, ngu muội si mê Biết tầm thường trong cuộc sống hàng ngày Như vậy, ba hạng người là người tam nhân người nhị nhân người vô nhân cõi thiền giới đều là do quả của đại thiện nghiệp trong đài thiền tâm của mỗi người khác nhau cho nên mỗi hạng người đang hiện hữu trong cõi đời này đều do nghiệp và quả của đại thiện nghiệp của mỗi người mà thôi chắc chắn không phải là số mệnh hoặc định mệnh nào cả không một ai có khả năng an bài mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ trong tam giới gồm có 31 cõi giới này được. Đức Phật dạy các hàng thanh văn đệ tử hàng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng Cam má xá cơm hi, cam vô, cam má vô ní, má thú, tí văn, cam măng, gia năng, và ba bá cầm và, tát Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp nghiệp là nhân sinh ra ta nghiệp là bà con thân quyến của ta nghiệp là nơi nương nhờ của ta ta tạo nghiệp nào thiền nghiệp hoặc ác nghiệp ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiền nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy nghiệp và quả của nghiệp thật là rất công bằng không hề thiên vị một ai cả thật vậy nghiệp và quả của nghiệp dù Đức Phật chư bậc thánh A Ra Hán cũng không có ngoại lệ. Cơ hội đại thiện nghiệp ác nghiệp cho quả. Tất cả mọi chúng sinh tam giới nói chung, mỗi người trong cõi Nam thiền bộ châu nói riêng đã từng tạo mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp, dù nặng dù nhẹ cũng đều được lưu trữ ở trong tâm của mọi chúng sinh, từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại cho đến kiếp hiện tại. Nếu đại thiện nghiệp nào gặp trường hợp thuận duyên xâm bát tí thì đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Nhưng nếu gặp nghịch duyên vi bát tí thì đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả của đại thiện nghiệp ấy, chờ cơ hội thuận duyên khác. Nếu ác nghiệp nào gặp trường hợp nghịch duyên thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. Nhưng nếu gặp thuận duyên thì ác nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả của ác nghiệp ấy. Chờ cơ hội nghịch duyên. Nghiệp cho quả theo bốn sambati, bốn ví bát tý. Mỗi đại thiện nghiệp cho quả tốt, quả an lạc theo bốn bát Tý thuận duyên có bốn pháp một gá tí, xăm bách tý cõi giới thuận duyên là cõi thiện giới hai ú bá thí xăm bách tý thân thể thuận duyên là thân thể khỏe mạnh có đầy đủ các bộ phận không bị tật nguyền ba ca lá sâm bách tý thời gian thuận duyên là thời gian có đầy đủ sung túc mọi nhu cầu cần thiết bốn bá vua gá xăm bách tý tinh tấn thuận duyên là sự tinh tấn tạo mọi thiện pháp nếu đại thiện nghiệp nào gặp trường hợp xâm bát tí thuần duyên thì đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt quả an lạc nếu đại thiện nghiệp ấy gặp trường hợp phí bát tí nghịch duyên thì đại thiện nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc mỗi ác nghiệp cho quả xấu quả khổ theo bốn phí bát tí phí bát tí nghịch duyên có bốn pháp một Gá tí, ví tí, cõi giới nghịch duyên là bốn cõi ác giới. 2. Ú bá thí, ví bá tí, thân thể nghịch duyên là thân thể bị tật nguyền. 3. Cà lá, ví bá tí, thời gian nghịch duyên là thời gian gặp nạn đói, nạn dịch bệnh dân dân. 4. Bá dù gá, ví bá tí, tinh tấn nghịch duyên là tinh tấn tạo mọi ác pháp nếu ác nghiệp nào gặp trường hợp ví bát tí nghịch duyên thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu quả khổ nếu ác nghiệp ấy gặp trường hợp xâm bát tí thuận duyên thì ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả xấu quả khổ trong bộ di diệu pháp yếu nghĩa phân chia ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu quả khổ theo bốn ví bát tí nghịch duyên ác nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo bốn sâm bát tí thuần duyên. Đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc theo bốn sâm bát tí thuần duyên. Đại thiện nghiệp không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc theo bốn ví bát tí nghịch duyên. Những cơ hội như sau. Một, ác nghiệp nào gặp gá tí ví bát tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy hai ác nghiệp nào gặp ú bá thí ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy ba ác nghiệp nào gặp cá lá ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy bốn ác nghiệp nào gặp bá dùa gá ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy năm ác nghiệp nào gặp gá tí xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 6. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 7. Ác nghiệp nào gặp ca lá xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 8. Ác nghiệp nào gặp bá vô gá xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy chính đại thiên nghiệp nào gặp gá tí xâm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy 10. đại thiên nghiệp nào gặp ú bát thí xâm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy 11. một đại thiên nghiệp nào gặp ca lá xâm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy 12. đại thiên nghiệp nào gặp bá vua gá sầm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy. 13. Đại thiên nghiệp nào gặp gã tí với bát tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy. 14. Đại thiên nghiệp nào gặp ú bát thí với bát tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy. 15. Đại thiện nghiệp nào gặp ca lá vi bát thí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 16. Đại thiện nghiệp nào gặp bá vua gá với bá tí, thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Giảng giải 16 trường hợp một Ác nghiệp nào gặp gá tí với bá tí, thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Chúng sinh nào đã tạo ác nghiệp nào? sau khi chúng sinh ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá trong cõi ác giới, gá tí ví bá tí, thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. Hai, ác nghiệp nào gặp ú bá thí ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Đại thiện nghiệp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tý sanh thí ca lá đầu thai làm người trong gia đình thấp hèn, nghèo khổ. Tiếp theo, trong thời kỳ sau, khi đã tái sinh, bà bá Tí Cà Lá kiếp hiện tại, ác nghiệp cho quả xấu nên thai nhi bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Khi thai nhi sinh ra đời, có thân hình tật nguyền xấu xí. Đến lúc trưởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyền xấu xí, ú bá thí, ví bá tí, nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ, bình hoàng, ốm đau, thiếu thốn, đối khổ trong cuộc sống. 3. Ác nghiệp nào gặp cá lá ví bát tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào sinh ra trong thời kỳ gặp nặng đói, ca lá ví bát tí, nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ấy, chịu cảnh thiếu ăn, đói khổ. 4 ác nghiệp nào gặp bá vô gá ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào người nào tinh tấn tạo ác nghiệp bá vô gá ví bá tí nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ấy phải chịu quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy năm ác nghiệp gặp gá tí xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào, sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí cà lá, quá sinh làm gì thiên nam trên cõi trời dục giới, giá tí xâm bá tí, nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy đối với vị thiên nam ấy. 6. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí xâm bá tí, thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào. Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào, sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Đầu thai làm người, thai nhi là con gái trong gia đình nghèo tại làng quê. Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành cô gái rất xinh đẹp tuyệt trần, ú bá thí Sâm bá tí. Một hôm, Đức vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái ấy, Đức vua đem lòng yêu dấu nên rước về cung, tấn phòng cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngồi chánh cung hoàng hậu của Đức vua. Như vậy, thân hình xinh đẹp tuyệt trần, ú bá thí sầm bá tí nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy. 7. Ác nghiệp nào gặp ca lá sầm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào. Người nào sinh ra trong thời kỳ sung túc có đầy đủ mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, ca lá sâm bát tí, nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy đối với người ấy. 8. Ác nghiệp nào gặp bá vô gá sâm bát tí, thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào. Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào về sau người ấy tránh xa mọi ác nghiệp ấy cố gắng tinh tấn tạo mọi đại thiện nghiệp nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản không có cơ hội cho quả xấu quả khổ của ác nghiệp ấy đối với người ấy chín đại thiện nghiệp nào gặp gá tí xâm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào người nào đã tạo đại thiện nghiệp nào sau khi người ấy chết đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới gá tý sâm bá tý nên đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy đối với vị thiên nam ấy mười đại thiện nghiệp nào gặp ú bá thí sâm bá tý thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào người nào đã tạo đại thiện nghiệp nào sau khi người ấy chết đại thiên nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu của đức vua khi sinh ra đời lúc trưởng thành là thái tử khôi ngô tuấn tú ú bá thí sầm bá tí của đức vua nên đại thiên nghiệp ấy có cơ hội cho quả thái tử lên ngôi làm vua hưởng mọi an lạc của đại thiên nghiệp ấy 11. đại thiên nghiệp nào gặp ca lá sầm bá tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy như thế nào đại thiền nghiệp nào cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bát tí sa thí ca lá sinh làm người trong thời kỳ đầu kiếp trái đất ca lá sâm bát tí nên đại thiền nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy có vật thực đồ ăn thức uống đầy đủ tự nhiên mười hai đại thiền nghiệp nào gặp bá vô gá sâm bát tí thì có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy như thế nào người nào có sự tinh tấn tạo mọi thiền pháp bả vô gã sâm bát tí nên đại thiền nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy đối với người ấy mười ba đại thiền nghiệp nào gặp gã tí ví ba tỷ thì không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy như thế nào người nào đã từng tạo đại thiền nghiệp nào sau khi người ấy chết đại thiện nghiệp ấy không có cơ hội cho quả mà ác nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh tiếp sau bá tý sanh thí ca lá trong cõi ác giới gá tý ví bá tý nên đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy đối với chúng sinh ấy 14. đại thiện nghiệp nào gặp ú bá thí ví bá tý thì không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào người nào sinh làm vị hoàng tử tật nguyền của đức vua ú bá thí ví bá tý nên đại thiên nghiệp ấy bị cản ngăn không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiên nghiệp đối với vị hoàng tử nên không được chức vị cao cả nào trong triều đình mười lăm đại thiên nghiệp nào gặp cá lá ví bá tý thì không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy như thế nào nếu người nào sinh ra trong thời kỳ gặp nạn đói ca lá vi bát tí thì đại thiên nghiệp ấy bị cản ngăn không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy đối với người ấy 16. đại thiên nghiệp nào gặp bá vô gá vi bát tí thì không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy như thế nào nếu người nào có sự tinh tấn tạo ác nghiệp bá vô gá vi bát tí thì đại thiên nghiệp ấy bị cản ngăn không có cơ hội cho quả tốt quả an lạc của đại thiên nghiệp ấy đối với người ấy đối với người ấy đối với người ấy đối với người ấy, đối với người ấy. và quả của nghiệp đối với chúng sinh các cõi giới, chúng sinh đang sống trong cõi địa ngục ga tí vipati chỉ có ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi, còn đại thiện nghiệp không có cơ hội cho quả an lạc trong cõi địa ngục ấy. khi mãn quả của ác nghiệp nặng trong cõi đại địa ngục ấy, các nghiệp ấy còn có năng lực thì tiếp tục cho quả tái sinh kiếp sau, trong các cõi tiểu địa ngục, từ cõi tiểu địa ngục này đến cõi tiểu địa ngục khác, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Nếu có đại thiện nghiệp đã được tích lũy từ những kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả thì tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người, ác nghiệp trong tiền kiếp ấy vẫn có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện tại ấy. Chúng sinh là loài súc sinh, có một số như voi báu, ngựa báu, con chim biết nói tiếng người, con chó, con mèo tinh khôn, vân dân, dân. Tùy chúng nó sinh ra do quả của ác nghiệp trong thời kỳ tái sinh, Pati Santikala, nhưng trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bavati Kala, kiếp hiện tại do nhờ đại thiện nghiệp trong tiền kiếp quá khứ cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại. Chư vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong sáu cõi trời dục giới, cái tí xăm tí, chỉ có đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc mà thôi, còn ác nghiệp không có cơ hội cho quả khổ trong sáu cõi trời dục giới ấy. Vị chư thiên đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp hết tuổi thọ trong cõi trời ấy sau khi vị chư thiên ấy chết nếu đại thiện nghiệp còn có năng lực thì tiếp tục có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ hoặc cõi trời dục giới cao hơn hoặc thấp hơn cõi trời cũ hoặc tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người chư thiên ở cõi trời dục giới bậc thấp hết tuổi thọ sau khi chết nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả thì tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, được sinh trong cõi nào tùy theo năng lực của ác nghiệp ấy, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Chư Phạm Thiên trên 16 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới, chỉ có thiện nghiệp cho quả an lạc mà thôi, còn ác nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả. Loài người đặc biệt đang sống trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này khi thì đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt quả an lạc khi thì ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu quả khổ cứ như vậy cho đến khi hết tuổi thọ hoặc mãn quả của đại thiện nghiệp hỗ trợ tức chết con người trong cõi người nam thiện bộ châu này có khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng sinh trong các cõi giới khác như sau con người trong cõi nam thiện bộ châu này có khả năng thuận lợi tạo mọi thiện nghiệp từ dục giới thiện nghiệp trong tám dục giới thiện tâm sắc giới thiện nghiệp trong năm sắc giới thiện tâm vô sắc giới thiện nghiệp trong bốn vô sắc giới thiện tâm cho đến siêu tam giới thiện nghiệp trong bốn thánh đạo tâm con người trong cõi nam thiện bộ châu này có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 mươi pháp hạnh ba la mật, mười pháp hạnh ba la mật bậc hạ, mười pháp hạnh ba la mật bậc trung và mười pháp hạnh ba la mật bậc thượng để trở thành đức phật chánh đẳng giác. con người trong cõi nam thiện bộ châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ hai mươi pháp hạnh ba la mật, mười pháp hạnh ba la mật bậc hạ và mười pháp hạnh ba la mật bậc trung để trở thành đức Phật độc giác. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng thuận lợi tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ để trở thành hai bậc thánh tối thượng thanh văn giác, các bậc thánh đại thanh văn giác, vân vân. Con người nào trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có thể tạo ác nghiệp đến cực ác như giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh a la hán làm bầm máu bàn chân của Đức Phật, chia rẽ chư tỳ khưu tăng, gọi là năm ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục a vi chí mà không có nghiệp nào ngăn cản được phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi đại địa ngục a vi chí ấy suốt thời gian nhiều đại kiếp trái đất Tất cả mọi chúng sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Đức Phật dạy các hàng thanh văn đệ tử hàng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng komhi, Kama Sá Công Hí, Kama Đa Gia Đô, Kama Đô Ní, Thú, Gia Năng và papa cam và Tassa dayado Sa mí ta có nghiệp là của riêng ta là người thừa hưởng quả của nghiệp nghiệp là nhân sinh ra ta nghiệp là bà con thân quyến của ta nghiệp là nơi nương nhờ của ta ta tạo nghiệp nào thiện nghiệp hoặc ác nghiệp ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi người. Tất cả mọi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện tại này đã từng tạo vô số đại thiện nghiệp tạo vô số ác nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi người không hề bị mất mát một mảy may nào cả dù cho thân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực nghiệp và quả của nghiệp còn tâm vẫn sinh rồi diệt có phận sự tích lũy lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp gồm có mọi đại thiện nghiệp mọi ác nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ. Cho nên, kiếp hiện tại của mỗi người chính là quả của nghiệp trong kiếp quá khứ của mình. Đối với mỗi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, tức trái đất mà mọi người đang sống này, khi thì Đại Thiện Nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ nhân của Đại Thiện Nghiệp được hưởng quả tốt, quả an lạc trong cuộc sống. Khi thì ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, nên chủ nhân của ác nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong cuộc sống. Ví dụ 1 Tích Ngài Đại trưởng Lão Maha Quả Đại Thiền Nghiệp của Ngài Đại trưởng Lão Tiền kiếp của Ngài Đại trưởng Lão Maha là trưởng giả Siri được Đức Phật Ano Mayashi đã thọ ký rằng Này Siri Vatthana, ý nguyện của con sẽ được thành tựu trong thời vị lai còn một A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trái đất nữa. Thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, khi ấy con sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Từ đó, tiền kiếp của Ngài Đại trưởng Lão đã tạo và bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy, tu sĩ Cô Tá đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama có pháp danh là Maha Moggallana. Tỳ khưu Maha Moggallana thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh a cùng với lục thông tứ tuệ phân tích dân dân. Một hôm, chiêu tỳ khưu tăng hội, đức thế tôn tuyên dương ngài đại trưởng lão Mahamoggallana rằng Này chư tỳ khưu Maha là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Đó là quả của đại thiện nghiệp mười pháp hạnh ba la mật mà tiền kiếp của Ngài Đại trưởng Lão Maha đã tạo từ thời kỳ Đức Phật Anomayashi đến thời kỳ Đức Phật Gotama suốt một A Tăng Kỳ và 10.000 đại kiếp trái đất. Quả ác nghiệp của Ngài Đại Trưởng Lão Trong tiền kiếp xa xưa của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mokkalana, là người con trai thật sự chí hiếu đối với cha mẹ già đuôi mù. Mẹ cha khuyên bảo người con trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà còn người con trai lo công việc đồng án bên ngoài. Nhưng người con trai đã nhiều lần khước từ không chịu lấy vợ, chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ già đuôi mù mà thôi. Về sau, mẹ cha khẩn quản nài nỉ, nên người con dâng lời cha mẹ chấp thuận lấy vợ. Người vợ về nhà phục vụ mẹ cha chồng được thời gian ngắn, người vợ không chịu ở chung với mẹ cha chồng người con trai đã khuyên bảo người vợ cố gắng phục vụ mẹ cha đuôi mù nhưng người vợ không chịu nghe lời khuyên bảo của chồng về sau để chiều theo ý vợ người con trai lừa dối cha mẹ chở cha mẹ đuôi mù trên chiếc xe bò đi thăm người bà con khi đến khu rừng dừng xe lại người con bước xuống xe để cha mẹ đuôi mù ngồi trên xe chờ đợi một lát sau người con trai giả làm bọn cướp đến đánh đạp cha mẹ già đuôi mù chết đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ giết cha của mình rồi đem xác cha mẹ ném vào trong rừng sau khi người con trai chết ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ giết cha ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục a vi chí chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại kiếp trái đất mới thoát ra khỏi cõi đại địa ngục. Do năng lực của ác nghiệp còn dư sót, nên tái sinh kiếp sau trong các cõi tiểu địa ngục này đến cõi tiểu địa ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm người, do năng lực của ác nghiệp còn dư sót, phần nhiều kiếp người nào cũng thường bị người khác đánh đập đến chết rồi bỏ xác trong bụi cây như vậy kiếp chó của ngài đại trưởng lão maha Moggallana, là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của đức phật gotama nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đảng đến sát hại ngài đại trưởng lão maha Moggallana lần nào ngài đại trưởng lão cũng sử dụng phép thần thông biến mất chúng không tìm thấy ngài đại trưởng lão lần cuối cùng ngài đại trưởng lão suy xét biết hết tuổi thọ đồng thời ác nghiệp cũ giết mẹ cha đuôi mù trong tiền kiếp cho quả xấu mà ngài đại trưởng lão không thể tránh khỏi nên ngài đại trưởng lão chịu để cho bọn du đảng đánh đập tan xương nát thịt chúng tưởng ngài đại trưởng lão đã chết nên đem bỏ xác ngài đại trưởng lão Maha Mokalana, trong bụi cây rồi chúng bỏ đi. Khi ấy, ngài đại trưởng lão Maha Mokalana, sử dụng phép thần thông gắn liền các bộ phận trong thân thể trở lại rồi bay đến đảnh lễ Đức Phật xin phép tịch diệt Niết Bàn. Ngài đại trưởng lão Maha Mokalana, bị bọn du đảng đánh đập đến chết đó là quả của ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha mẹ đuôi mù trong tiền kiếp xa xưa của Ngài Đại Trưởng Lão. Ví dụ 2 Đức Phật Gotama Quả đại thiện nghiệp của Đức Phật Gotama Tiền kiếp của Đức Phật Gotama của chúng ta là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt đã từng tạo 30 pháp hành ba la mật suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua ba thời kỳ. Thời kỳ đầu, tiền kiếp của Đức Phật Gautama là Đức Bồ Tát đã phát nguyện ở trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, rồi thực hành các pháp hành ba la mật suốt bảy A Tăng Kỳ. Thời kỳ giữa, tiền kiếp của Đức Phật Gautama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, phát nguyện bằng lời nói cho chúng sinh nghe hiểu biết Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, rồi thực hành các pháp hành ba la mật suốt 9 A Tăng Kỳ. Mặc dù vô số tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã tạo các pháp hành ba la mật suốt 16 A Tăng Kỳ, vẫn còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác bất định nhưng tiền kiếp của Đức Phật Gautama vẫn giữ nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp hạnh ba la mật. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Đạo sĩ Sumetha là tiền kiếp của Đức Phật Gautama, được Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Hậu kiếp của Đức Bồ Tát Đạo sĩ Sumetha sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Từ đó về sau, vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định Niyata Bodhisattva, tiếp tục tinh tấn không ngừng thực hành bồi bổ 30 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng trong suốt thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật. Đến kiếp áp chót là Đức Vua Bồ Tát Vesantara, là tiền kiếp của Đức Phật Gautama thực hành bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật. Bố thí hai con là hoàng tử Jali và công chúa Kanhachina đến cho bà la môn Yuchaka Tiếp theo bố thí chánh cung hoàng hậu Maddi đến vị Bà La Môn để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho đầy đủ trọn vẹn. Đức vua Bồ Tát về đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Sau khi băng hà, đại thiện nghiệp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santikala hóa sinh làm vị thiên nam, xê Tá Kỳ Tú trên cõi trời Tusita đầu xuất đà thiên. Đến thời kỳ hợp thời đúng lúc, toàn thể chư thiên phạm thiên đến kính thỉnh vị thiên nam sê tá kê tú là tiền kiếp của đức phật của ta má tái sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà maha maya devi tức bà chánh cung hoàng hậu của đức vua sutodana dòng dõi sakya tại kinh thành kapi lavatthu vào canh chót ngày thứ năm nhằm vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Trong đúng 10 tháng, Đức Bồ Tát đản sinh ra đời tại khu vườn Lupini vào ban ngày thứ sáu nhằm ngày rằm tháng 4. Thái tử có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả báu của Đại Thiện Nghiệp 30 Pháp Hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn của Đức Bồ Tát Chánh Đặng Giác suốt 20 A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trái đất. Đức vua Sutthodana thỉnh các vị bà la môn thiện trí vào cung điện làm lễ đặt tên thái tử là Siddhartha. Năm 16 tuổi, thái tử Siddhartha được đức phụ hoàng Sutthodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn với công chúa Yasothara. Đức vua Siddhartha lên ngôi làm vua được 13 năm năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, hoàng hậu Yasothara sinh hạ hoàng tử, sau đặt tên là Rakula. Nửa đêm hôm ấy, Đức vua Bồ Tát Siddhartha cởi con ngựa Kandaka cùng với quan giữ ngựa Channa trốn ra khỏi kinh thành Kapi đi xuất gia. Năm 35 tuổi, vào buổi chiều ngày rằm tháng tư âm lịch, Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây thá Sau khi toàn thắng ác ma thiên từ trên cõi trời tha hóa tự tại thiên, Đức Bồ Tát Sĩ Thách Thá thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm. Canh đầu đêm, Đức Bồ Tát Sĩ Thách Thá chứng đắc tiền kiếp minh là trí tuệ nhớ rõ biết rõ tiền kiếp của Ngài không có giới hạn canh giữa đêm, Đức Bồ Tát Xích Thách Thá chứng đắc thiền nhãn minh là trí tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh trong tam giới. Canh chót đêm, Đức Bồ Tát Xích Thách Thá thực hành pháp hành thiền tuệ, suy xét về thập nhị nhân sinh và thập nhị nhân diệt dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy chứng đắc trầm luân tận minh là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới chứng đắc bốn thánh đạo bốn thánh quả niết bàn diệt tận được bốn loại phiền não trầm luân nghĩa là diệt tận được mọi phiền não mọi tham ái không còn dư sót đặc biệt diệt được tất cả mọi tiền khiên tật đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ trở thành Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trên toàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Độc Nhất Vô Nhị, có danh hiệu là Đức Phật Má tại cội cây Asattha gọi là cây Đại Bồ Đề, Mahapotirukha của Đức Phật Má Đó là quả của Đại Thiện Nghiệp 30 Pháp Hành Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn, mà vô số kiếp Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Má đã tích lũy suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đài kiếp trái đất. Quả ác nghiệp của Đức Phật Má Trong tiền kiếp của Đức Phật Má từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại trước khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã từng tạo vô số ác nghiệp. Đức Phật của ta má có 12 loại ác nghiệp cũ, có cơ hội cho quả của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại. Đức Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh văn đệ tử biết những ác nghiệp mà tiền kiếp của Đức Phật đã tạo trong những kiếp quá khứ. Này, kiếp chót hiện tại này, năng lực của những ác nghiệp ấy còn dư sót, có cơ hội cho quả, nên Đức Phật phải chịu quả xấu của ác nghiệp ấy bởi vì ác nghiệp và quả của ác nghiệp ấy là của riêng Đức Phật. Trong bộ Apadana, phần Puthapadana, Đức Phật thuyết giảng thuật lại những ác nghiệp ấy. Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình, thật sự không có thiên vị một ai cả như vậy. Đức Phật của ta má là quả của đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh ba la mật mà vô số kiếp Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Cô Ta Má đã tạo trong suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Và Đức Phật Cô Ta Má phải chịu quả khổ của 12 ác nghiệp mà tiền kiếp của Đức Phật Cô Ta Má đã từng tạo trong những kiếp quá khứ. Như vậy, đối với Đức Phật và Chư Bậc Thánh A-ra-hán còn không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp huống hồ đối với tất cả mọi người phàm nhân như chúng ta thì làm sao tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp của mình được cho nên chúng sinh nào đã tạo ác nghiệp nào rồi nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ thì chúng sinh ấy không có nơi nào để trốn tránh quả khổ của ác nghiệp ấy được như đức phật đã thuyết dạy câu kệ rằng na an tá lít na mút đá mát chê na pa tanang ta vi vá răng pa vi na vi tí so cha gá tí pa de so thá thí tô mút che giá tí người nào đã tạo ác nghiệp rồi người ấy trốn trên hư không không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp trốn trong đại dương chui vào trong khe núi cũng không tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp không có nơi nào trên địa cầu này người ấy tránh khỏi quả khổ của ác nghiệp quả khổ của ác nghiệp quả an lạc của đại thiện nghiệp đức vua bồ tát nimi Raja là tiền kiếp của đức phật gotama trong tích nimi chataka trích một đoạn vấn đáp về quả khổ của ác nghiệp và quả an lạc của đại thiện nghiệp được tóm lược như sau. Đức vua Bồ Tát Ni Mí Raja trị vì xứ về Đề há ngự tại kinh thành Mithila. Đức vua trời Sắc cá trị vì chư thiên trên cõi trời Tam thập Tam thiên, muốn diện kiến Đức vua Bồ Tát Ni Mí Raja nên truyền lệnh vị thiên nam Ma Lý đánh cổ xe trời về chá đanh tá rách thá cài một ngàn con ngựa báu xin tha vá từ cõi trời tam thập Tam thiên hiện xuống kinh thành mithila kính thỉnh đức vua bồ tát ni mí raja lên cõi trời tam thập Tam thiên rằng này ma lý ngươi hãy đem cổ xe trời về cha đanh tá rách thá xuất hiện xuống kinh thành mithila đến cung điện kính thỉnh đức vua ni mí ngự lên hội trường Suthama. Tuân theo lệnh của Đức Vua Trời Sắc Cá, vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về cha dành Taratha, cài một ngàn con ngựa báu Sim-tha-vá xuất hiện trên bầu trời nơi kinh thành Mithila nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Ni Mí đang thọ trì bát giới Upo lá trong ngày rằm ngự tại lâu đài tiếp khách cùng với các quan trong triều ngồi xung quanh suy xét về bát giới upo sathasila trên bầu trời một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cổ xe trời vệ chá yantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung trong kinh thành mithila dân chúng nhìn lên không trung thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng Hôm nay trên không trung có hai mặt trăng chiếu sáng. Khi cổ xe trời về cha danh Taratha hiện đến gần thì mọi người bảo nhau rằng nếu quý vị không phải mặt trăng thứ hai mà là một cổ xe trời chắc chắn Đức Vua Trời sắc cá truyền đem cổ xe trời này trước Đức Vua Ni ý của chúng ta. Cổ xe trời này thật là xứng đáng với Đức Vua của chúng ta nên mọi người đều phát sinh tâm quan hỷ. Thỉnh Đức Vua Bồ Tát ni Mí ngự lên cõi trời. Khi ấy, vị thiên nam Mát Tà Lý đánh cổ xe trời về Cha Giang dừng trước cửa lâu đài mà Đức Vua Bồ Tát ni Mí đang ngự cùng với các quan trong triều. Vị thiên nam Mát Tà Lý đến chầu Đức Vua Bồ Tát ni Mí tâu rằng Muôn tâu đại vương cao thượng Kính thỉnh đại vương ngự lên cổ xe trời Về trá danh tá ra thá này Hạ thần sẽ đưa đại vương ngự lên giảng đường Sutama Trên cung trời tam thập tâm thiên Để đức vua trời sắc cá Cùng nhóm chư thiên đông đảo Đang ngồi chờ đợi Mong muốn diện kiến đại vương Nghe vị thiên nam Mata Lý tâu như vậy Đức vua Bồ Tát Ni Mí nghĩ rằng ta sẽ ngự lên cung trời tam thập tâm thiên mà ta chưa đến. Đức vua Bồ Tát Ni Mí truyền bảo các quan cùng các người vương gia trong hoàng tộc rằng: nay các khanh trẫm ngự lên cung trời tam thập tâm thiên trong thời gian không lâu, các khanh không nên dễ vui thất niệm, hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành mọi thiện pháp. Sau khi truyền bảo xong, Đức vua Bồ Tát Ni Mí ngự lên ngồi trên cổ xe trời về trá danh Taratha vị thiên na ma lý tâu đức vua bồ tát ni Ý rằng muôn tâu đại vương cao thượng có hai con đường một đường đại vương có thể nhìn thấy các cõi địa ngục là nơi mà các chúng sinh đang phải chịu quả khổ của ác nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp và một đường đại vương có thể nhìn thấy các lâu đài là nơi mà các chư thiên đang an hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp. Môn tâu đại vương cao thượng, đại vương muốn cho hạ thần đưa đại vương ngự theo con đường nào. Nghe vị thiên nam ma lý tâu như vậy, Đức vua Bồ Tát ni ý nghĩ rằng ta muốn ngự đi cả hai đường để nhìn thấy các cõi địa ngục và các lâu đài của hai loại chúng sinh ấy. Đức vua Bồ Tát Ni Mí truyền bảo rằng Này thiên nam ma ta lý Trẫm muốn đi cả hai đường Một đường để trẫm nhìn thấy các cõi địa ngục Là nơi mà các chúng sinh đang phải chịu quả khổ của ác nghiệp Mà họ đã tạo trong tiền kiếp Và một đường để trẫm nhìn thấy các lâu đài Là nơi mà các chư thiên đang an hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp Mà họ đã tạo trong tiền kiếp Nghe Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền báo như vậy, vị Thiên Nam tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng, trong hai đường ấy, đại vương muốn ngự đi theo đường nào trước? Này Thiên Nam Mata Lý, trước tiên, chẳng muốn nhìn thấy các cõi địa ngục là nơi mà các chúng sinh đang chịu quả khổ của ác nghiệp của họ. Tuần theo lệnh của Đức Vua Bồ Tát Ni Mí, vị Thiên Nam Mata Lý đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí ngự đi xem các cõi địa ngục trước, cõi địa ngục trước, cõi địa ngục trước, cõi địa ngục trước. Địa ngục trước. đường qua các cõi địa ngục. Con sông về Tarani Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về cha đành tá ra thá đưa đức vua bồ tát ni mí ngự đến con sông về Tarani nhìn thấy các chú địa ngục cầm khí giới như mã tấu gươm búa cây lao cây chỉ ba dần dần cháy đỏ rực đâm chém các chúng sinh địa ngục ở bờ sông ấy các chúng sinh địa ngục ấy không chịu nổi rơi xuống dòng sông vetarani trong dòng sông vetarani này nước nóng sôi sùng sục có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén nhọn nóng cháy rực cắt các chúng sinh địa ngục ấy thành đoạn lớn nhỏ chúng sinh địa ngục chết rồi liền quá sinh trở lại suốt thời gian lâu dài các chúng sinh địa ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ đâm thủng thân mình, rơi xuống nước sông Vetarani, đụng các lá sen sắc bén, nóng đỏ, các thân hình chúng sinh ấy ra thành đoạn lớn, đoạn nhỏ đau khổ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, điền hóa sinh trở lại suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này chìm xuống dưới nước nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ. Chết rồi liền hóa sinh trở lại suốt thời gian lâu dài, cho đến kỳ mãn quả của ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này rơi xuống dưới nước nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược dòng nước. Các chúa địa ngục đứng trên bờ, bắn mũi tên đâm chúng sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc phóng lao đâm chúng sinh ấy, vân dân. Chúng sinh địa ngục này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được. Các chúa địa ngục dùng câu móc chúng sinh ấy lên nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy đỏ bỏ vào miệng chúng sinh ấy, dân dân. Đức vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các chúng sinh địa ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi Thiên Nam Ma Lý rằng Này Thiên Nam Ma Lý, các chúng sinh địa ngục trên dòng sông Vệ Ta phải chịu bao nhiêu nỗi khổ do bị hành hạ như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vì Thiên Nam Ma Lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tâu đại vương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh địa ngục ấy khi còn trên cõi người là những người có quyền lực đánh đập hành hạ những người yếu thế tạo ác nghiệp như vậy sau khi những người ấy chết ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục trong con sông veteraní này và chịu quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục bị ăn thịt Vị thiên nam Mạch Lý đánh cổ xe trời về trả dành Ta Thá đưa Đức Vua Bồ Tát đi mí nhìn thấy các đàn chó dữ các bầy chim dân dân cắn xé ăn thịt thân thể các chúng sinh địa ngục ấy. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Lý rằng này thiên nam ma ta lý, các đàn chó đỏ, chó đốm to bằng con voi, chạy đuổi theo, cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục ấy, chỉ còn bộ xương. Bày kênh kênh mỏ như sắc nhọn lớn bằng cổ xe bò. Bày kênh kênh mổ làm vỡ nát xương để ăn tủy xương. Bày diều hâu mỏ như sắt đáng sợ, cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục, vân vân Những chúng sinh địa ngục ấy bị ăn thịt như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào. Vị thiên nam mata lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng, Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có tính keo kiệt, bổn xỉn trong của cải của mình, không chịu tạo phước thiện bố thí đến cho người khác, thường hay mắng nhiếc các sa môn, bà la môn có giới đức trong sạch đã tạo ác nghiệp như vậy. sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị cắn xé ăn thịt phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. chúng sinh địa ngục bị hành hạ. vị thiên nam Tà lý đánh cổ xe trời về chá danh ta ra thá đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực dài chín do tuần. Các chúa địa ngục đuổi theo kịp đánh đôi chân các chúng sinh địa ngục ấy với cây sắt cháy đỏ rực bằng cây thốt nốt làm cho chúng sinh địa ngục ngã quỵ rồi đánh đập chúng sinh ấy tan xương nát thịt. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Mát Lý rằng này thiên nam ma ta lý các chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực và bị các chúa ngục đuổi theo đánh bằng cây sắt nóng cháy rực, làm cho chúng sinh địa ngục bị tan xương nát thịt. Những chúng sinh địa ngục bị đánh như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên nam ma ta lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng, muôn tâu đại dương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay làm khổ hành hạ mắng chửi những người đàn ông đàn bà vô tội có giới hạnh trong sạch có thiện pháp sau khi những người ấy chết ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị đánh đập tan xương nát thịt phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy chúa địa ngục hành hạ chúng sinh địa ngục vị thiên nam ma ta lý đánh cổ xe trời về trá danh ta thá đưa đức bồ tát ni mí nhìn thấy các chúa địa ngục đâm các chúng sinh địa ngục bằng khí giới cháy đỏ các chúng sinh địa ngục rơi xuống hầm lửa than hồng đến eo các chúa địa ngục móc lửa than hồng đổ lên đầu của các chúng sinh địa ngục ấy bị thiêu nóng nên thân hình quằn quại chúng khóc la thảm thiết. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ba Ta Lý rằng Này Thiên Nam Ma Ta Lý, các chúng sinh địa ngục đang hoàng hoại, khóc la thảm thiết trong hầm than hồng đỏ rực vì sức nóng kinh khủng ấy. Những chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vì thiên nam ma lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thí chủ có đức tin trong sạch để làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường đến chư sa môn bà la môn hoặc để xây dựng chùa tháp hoặc để cứu trợ những người nghèo khổ dân dân nhưng các người ấy đem sử dụng số tiền bạc ấy theo ý của mình không theo tác ý đại thiện tâm trong sạch của thí chủ hoặc lấy bớt số tiền ấy sử dụng riêng cho mình rồi làm sổ sách giả chi tiêu vào công việc này vào công việc kia làm hết số tiền ấy sau khi những người ấy chết ác nghiệp lừa dối ấy cho quả khóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục hầm than hồng bị chúa địa ngục hành hạ phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy địa ngục nồi đồng sôi lô há cung phi vị thiên nam ma ta lý đánh cổ xe trời về chá dành ta ra thá đưa đức vô bồ tát ni mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống, ném vào địa ngục nồi đồng sôi. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ, nên đức vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Mata Lý rằng: Này thiên nam Mata Lý, các chúng sinh địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân, ném vào địa ngục nồi đồng sôi chịu nóng thiêu như vậy, do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vì thiên nam mát ta lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người hay chê trách mắng nhiếc chư sa môn bà la môn có giới hạnh trong sạch thực hành phạm hạnh cao thượng Sau khi những người ấy chết khẩu ác nghiệp ấy cho quả quá sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy địa ngục nước đồng sôi vị thiên nam ma ta lý đánh cổ xe trời về cha dành ta đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ Cột cổ các chúng sinh địa ngục Đưa lên chặt cái cổ Cái đầu còn dính ở sợi dây sắt Rồi ném thân hình chúng sinh địa ngục Vào địa ngục nước đồng sôi Thì cái đầu mọc lại ngay Trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ Nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mỹ Truyền hỏi Thiên Nam Mata Lý rằng Này Thiên Nam Mata Lý Các chúa địa ngục Dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục đưa lên chặt cái cổ cái đầu còn dính ở sợi dây sắt rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi thì cái đầu lại mọc ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào vị thiên nam mata lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem thịt bán cho người khác. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả, hóa sinh, làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ, chặt đầu, ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục khát nước Vị thiên nam lý đánh cổ xe trời về trá danh thá đưa Đức Vua Bồ Tát đi Mí nhìn thấy con sông nước chảy bình thường. Những chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi bởi vì sức nóng của tấm sắt cháy đỏ rực nên đi xuống con sông ấy ngay tức thì, con sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy. Chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trấu và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng sinh địa ngục đau khổ, khóc than thảm thiết. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng, Này Thiên Nam Ma Ta Lý, các chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, nên đi xuống con sông. Nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị thiên Nam Mata Lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng. Muôn tàu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người bán thóc trộn chung với thóc lép và trống cho người mua, nói rằng thóc này là loại thóc tốt. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp do thân khẩu ý bất thiện ấy, cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi. Đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy chúa địa ngục đâm chúng sinh địa ngục vị thiên nam Lý đánh cổ xe trời về chá jantarathá đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh rồi bị đâm bằng cây giáo cây chĩa ba bằng các thứ ký giới khác thân hình của chúng sinh địa ngục đầy lỗ đâm đau đớn khóc la thảm thiết thấy cảnh tượng đáng kinh sợ nên đức vua bồ tát ni mí truyền hỏi thiên nam ma lý này thiên nam ma lý các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh rồi đâm bằng cây giáo vân vân những chúng sinh địa ngục ấy bị đâm như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào vị thiên nam ma lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tâu đại vương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người trộm cắp chiếm đoạt tài sản của cải của người khác hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách bất hợp pháp để nuôi mạng sau khi những người ấy chết ác nghiệp trộm cắp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục bao vây xung quanh rồi bị đâm bằng cây giáo cây chỉ ba dân dân chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy chúa địa ngục chặt chúng sinh địa ngục vị thiên nam mata ta lý đánh cổ xe trời về cha dàn ta đưa đức vua bồ tát đi mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục, lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ rồi chặt ra từng đoạn. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ nên Đức vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng: Này Thiên Nam Ma Ta Lý, các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn như vậy do tiền kiếp của họ đã tạo ác nghiệp như thế nào. vị thiên nam mata lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng, muôn tâu đại vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người làm nghề giết heo, bò, gà, vịt để bán thịt nuôi mạng hoặc làm nghề đánh bắt cá để bán cá nuôi mạng sau khi những người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục dùng dây cột cổ lôi lại, đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn. Chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy. Chúng sinh địa ngục ăn phẫn uống nước tiểu. vị thiên nam mata lý đánh cổ xe trời về Chayan Taratha, đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí, nhìn thấy những chúng sinh địa ngục, ăn phẫn, uống nước tiểu. Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng, Này Thiên Nam Ma Ta Lý, nước hồ này chứa đầy phẫn và nước tiểu dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị đói khát không chịu nổi nên ăn phẫn và uống nước tiểu như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vì thiên nam mắt ta lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng Môn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, chúng sinh khác sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi nên phải ăn phẫn uống nước tiểu dơ bẩn như vậy chúng sinh địa ngục uống máu và dòi vị thiên nam mata lý đánh cổ xe trời về cha yan đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy những chúng sinh địa ngục uống máu và ăn con giòi. Thế cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng Này Thiên Nam Ma Ta Lý, nước hồ này chứa đầy máu và giòi dơ bẩn, có mùi hôi thối tỏa ra. Chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi, nên uống máu và ăn giòi dơ bẩn như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào. Vị thiền nam mát lý thê rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh a hán Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi đại địa ngục a vị trí phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt nhiều đại kiếp trái đất đến khi mãn quả của ác nghiệp trọng tội ấy mới thoát ra khỏi cõi đại địa ngục rồi lại hóa sinh trong các cõi tiểu địa ngục khác phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi nên phải uống máu và dòi làm vật thực như vậy lưỡi của chúng sinh địa ngục bị lưỡi câu móc vị thiên nam mata lý đánh cổ xe trời về cha ra đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy chúa địa ngục dùng lưỡi câu móc lưỡi của những chúng sinh địa ngục lôi ra đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ dùng câu móc móc da thịt chúng sinh địa ngục nằm quằn quại đau khổ khóc la nước miếng chảy ra thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy nên đức vua bồ tát ni mí truyền hỏi thiên nam mata lý rằng này thiên nam mata lý những chúng sinh địa ngục ấy phải chịu khổ như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào vị thiên nam mata lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tâu đại vương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người có chức trọng quyền cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá bán các loài động vật và các loài thực vật. Nhưng các quan ấy có tính tham lam ăn hối lộ người mua, nên ép giá người bán để cho người mua có lợi, rồi các quan ấy được chia phần lợi. Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng cây cân thiếu trọng lượng dân dân. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả quá sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ của ác nghiệp của họ như vậy của họ như vậy của họ như vậy chúng sinh trong địa ngục hầm than hồng. Người nam phạm điều giới tà dâm. Vị thiên nam Mát-ta-lý đánh cổ xe trời về ra Taratha đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy địa ngục hầm than hồng to lớn. Các chúa địa ngục nắm đôi chân các chúng sinh địa ngục ném vào địa ngục hầm than hồng rồi dùng các loại khí giới đâm các chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Lý rằng Này Thiên Nam Ma Lý, những chúng sinh trong địa ngục hầm thăng hồng bị đâm như vậy, do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Nam Ma Lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tâu đại dương cao thượng tiền kiếp của các chúng sinh ấy khi còn trên cõi người là những người nam lấy vợ của người khác hoặc con gái của người khác giữ gìn phạm điều giới tà dâm sau khi những người ấy chết ác nghiệp tà dâm ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên cái đầu chút xuống ném vào địa ngục hầm thang hồng rồi dùng các loại khí giới đâm vào thân hình các chúng sinh địa ngục ấy như vậy. Người nữ phạm điều giới tà dâm Đức vua Bồ Tát Ni Mí nhìn thấy các nữ chúng sinh địa ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lỡ loét toàn thân, rồi lằn bao quanh mình, dính đầy máu và mũ, bị lún sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết hòn núi lửa cháy đỏ lăn từ bốn hướng đến đè bẹp các nữ chúng sinh địa ngục ấy. Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Lý rằng Này Thiên Nam Ma Lý, các nữ chúng sinh địa ngục chịu bao cảnh khổ như vậy do tiền kiếp của nữ chúng sinh địa ngục đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vị Thiên Nam Ma Lý thấy rõ biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tàu đại vương cao thượng tiền kiếp của các nữ chúng sinh địa ngục ấy khi còn trên cõi người là những người con gái gia đình giàu sang phú quý khi cô đã có chồng rồi còn quan hệ lén lút với người đàn ông khác vì say mê trong tình dục phạm điều giới tà dâm sau khi những người vợ ấy chết ác nghiệp tà dâm ấy cho quả quá sinh làm những nữ chúng sinh địa ngục phải chịu quả khổ của ác nghiệp tà dâm ấy như vậy. Những địa ngục của những chúng sinh tà kiến. vị thiên nam mata lý đánh cổ xe trời về cha giàn thá đưa đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy những chúng sinh trong cõi địa ngục có hình dáng cao thấp nhỏ lớn khác nhau có hình thù kỳ dị, thật đáng kinh tởm. Thế cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng Này Thiên Nam Ma Ta Lý, các chúng sinh ở trong địa ngục như vậy do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào? Vì Thiên Nam Ma Ta Lý thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy nên tâu rằng muôn tàu đại dương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ở trong địa ngục ấy, khi còn trên cõi người, là người có tà kiến, thấy sai, không tin nghiệp và quả của nghiệp như sau. Tạo phước thiện bố thí không có quả, cúng dường không có quả, lễ bái thỉnh mời dân dân không có quả, làm thiện nghiệp không có quả thiện, làm ác nghiệp không có quả ác dân dân. Những người có tà kiến như vậy nên đã tạo mọi ác nghiệp. Sau khi họ chết, ác nghiệp tà kiến cho quả tái sinh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị thiêu đốt trong cõi địa ngục như vậy. Đức vua trời sắc cá suy xét Vị thiên nam Mát-ta-lý đánh cổ xe trời về tháng đưa đức vua Bồ Tát Ni Mí Ngự đi nhìn thấy các chúng sinh trong các cõi địa ngục như vậy. Còn tại hội trường Suthama, trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, Đức Vua Trời Sắc Cá cùng số đồng chư thiên đang ngồi chờ đợi đón rước Đức Vua Bồ Tát Ni Mí. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Cá nghĩ rằng do nguyên nhân nào mà Thiền Nam Mata Lý chậm trễ như thế này, mới thấy Thiền Nam Mata Lý Đưa Đức Vua Bồ-Tát Ni-Mí ngự đi xem các cõi địa ngục. Đức Vua Trời Sát-Cá nghĩ rằng, nếu đi xem các cõi địa ngục như vậy, thì đến hết tuổi thọ của Đức Vua Bồ-Tát Ni-Mí cũng không tận cùng được. Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho Thiền Nam Mata-Lý theo lệnh của ta rằng, Này Mata-Lý, ngươi hãy đưa Đại Dương Ni-Mí ngự đến hội trường Sutama Gấp nhận được lệnh vị thiên nam ma lý tàu đức vua bồ tát ni Ý rằng muôn tâu đại vương cao thượng hạ thần đưa đại vương ngự đi xem các chúng sinh trong một số cõi địa ngục này có lệnh đức vua trời sắc cá truyền lệnh hạ thần thỉnh đại vương ngự lên hội trường xuất ma trên cõi trời tam thập tam thiên ngay bây giờ đường lên cõi trời tam thập tam thiên lâu đài năm đỉnh vị thiên na mata lý đánh cổ xe trời về cha dàn đưa đức vua bồ tát ni mí ngự lên cõi trời tam thập tam thiên trên đường ngự đi đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy lâu đài có năm đỉnh bằng ngọc ma ni sáng chói nguy nga lộng lẫy to lớn mười hai do tuần trên hư không xung quanh lâu đài có khu vườn rộng nhiều loại cây đầy hoa quả có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại, rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên nữ xinh đẹp ngồi trên ghế dựa. Xung quanh có cả ngàn thiên nữ hầu hạ. Đức vua Bồ Tát Ni Mí cảm thấy hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên nam Ma Lý rằng Này thiên nam Ma Lý, tiền kiếp của thiên nữ ấy đã từng tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời hưởng sự an lạc trong lâu đài như vậy. Vị thiên nam mata lý thấy rõ, biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nữ ấy, nên tâu rằng, muôn tâu đại dương cao thượng, vị thiên nữ ấy tên là Pirani, tiền kiếp của thiên nữ là tớ gái, con của người tớ gái trong gia đình bà La Môn trong thời kỳ Đức Phật Kassapá. Một hôm, ông bà la môn muốn cúng dường phật thực đến chư tỳ khưu nên ông bảo người vợ và các người con gái của ông ai cũng đều từ chối không chịu làm ông bà la môn đến bảo người tớ gái rằng này tớ gái sáng sớm ngày mai ngươi có thể lo sửa soạn vật thực để cúng dường đến chư tỳ khưu tăng được hay không người tớ gái cung kính thưa với ông chủ rằng kính thưa ông chủ dạ con có thể làm được đêm ấy cô thức dậy từ sáng sớm. Cô tới gái lo sửa soạn vật thực ngon lành đầy đủ một cách chu đáo xong. Khi nhìn thấy chư tỳ khưu tăng đến đứng trước nhà khất thực, cô tới gái ra cung kính đón rước vào nhà. Kính thỉnh chư tỳ khưu tăng ngồi trên chỗ cao quý. Cô dân cúng dường vật thực đến chư tỳ khưu tăng một cách rất cung kính. Sau khi chư tỳ khưu tăng dùng xong, cô kính dân vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ khưu tăng cô có tâm từ kính yêu chư tỳ khưu tăng ấy cô tớ gái là người có giới hạnh trong sạch nên sau khi chết thì nghiệp bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng cho quả hóa sinh làm thiên nữ có lâu đài có năm đỉnh trên hư không như vậy bảy lâu đài trên hư không vị thiên nam Mát-ta-lý đánh cổ xe trời về cha dàn đưa đức vua Bồ Tát Ni Mí ngự đi nhìn thấy bảy lâu đài vàng sáng chói như mặt trời giữa khư không vị thiên nam trong lâu đài có nhiều oai lực trang sức các viên ngọc quý có các thiên nữ xung quanh hầu hạ phục vụ đàn ca múa hát vị thiên nam luân chuyển hưởng an lạc trong bảy lâu đài vàng ấy Đức vua Bồ Tát Ni Mí cảm thấy vô cùng hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên nam ma lý rằng Này thiên nam ma lý vị thiên nam ấy đã tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời hưởng an lạc trong bảy lâu đài vàng như vậy vị thiên nam ma lý thấy rõ biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nam ấy nên tâu rằng muôn tâu đại dương cao thượng vị thiên nam ấy tên là Sonadina. Tiền kiếp của vị thiên nam là thí chủ Sodanina, một tỉnh nhỏ trong đất nước Kashi. Ông cho xây dựng bảy cốc rồi dân cúng dường đến chư tỳ khưu tăng trong thời kỳ Đức Phật Kassapa Ông thường hộ độ các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ khưu. Ông là người cận sự nam có ngũ giới trong sạch, thường thọ trì bát giới Upo lá trong những ngày giới hàng tháng. Sau khi ông thí chủ Sonadina chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả quá rinh làm vị thiên nam Sonadina có bảy lâu đài vàng sáng chói hưởng mọi sự an lạc như vậy. Lâu đài bằng ngọc Mani Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời về cha Tara Tarathá đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí, ngự đi lên cao, nhìn thấy lâu đài bằng ngọc mani cao lớn, phát ra ánh sáng chói ngời mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. Vì thiên nam có nhiều oai lực trong lâu đài, các thiên nữ trang sức xinh đẹp lộng lẫy, ca hát nhảy múa mà chưa từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức Vua Bồ Tát Ni Mí truyền hỏi thiên nam Mata Lý rằng, này thiên nam ma lý vị thiên nam ấy đã từng tạo phước thiện như thế nào mà được hóa sinh trên cõi trời hưởng sự an lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy vị thiên nam ma lý thấy rõ biết rõ quả của thiện nghiệp của vị thiên nam ấy nên tâu rằng muôn tâu đại dương cao thượng tiền kiếp của vị thiên nam ấy là cận sự nam có giới hạnh trong sạch trong kinh thành paranasi thời kỳ Đức Phật Kassapa. Ông cùng nhóm thí chủ xây dựng ngôi chùa, giếng nước, hồ nước, đường xá, cầu đường. Ông hộ độ cúng dường chư thánh a hán những thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, dân dân, một cách cung kính. Ông thường thọ trì bát giới, upo lá trong những ngày giới hàng tháng. Sau khi người cận sự nam chết, đại thiền nghiệp ấy cho quả quá sinh làm vị thiên nam trong lâu đài bằng ngọc mani cao lớn có hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi nơi hưởng mọi sự an lạc như vậy đức vua bồ tát ni mí ngự trên cổ xe trời về cha đanh tá ra thá có một ngàn con ngựa báu xin tha vá kéo lên càng cao thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư thiên càng nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía dưới do oai lực phước thiện lớn của mỗi vị thiên nam thiên nữ bảy ngọn núi cao nơi cõi trời tứ đại thiên dương tiếp tục lên cao nhìn thấy bảy ngọn núi lớn có chiều cao theo tuần tự trong đại dương Siddhantara. ra đức vua bồ tát ni mí truyền hỏi vị thiên nam mata lý rằng này thiên nam mata lý bảy ngọn núi lớn tên gọi là gì vị thiên nam Tà lý tâu rằng muôn tâu đại dương cao thượng bảy dãy núi lớn tên gọi là núi sudassana núi karavika núi isathara núi yugantara núi nemantara núi vinataka núi asakana mỗi ngọn núi có chiều cao theo tuần tự ngọn núi trên cao hơn ngọn núi dưới Bảy ngọn núi nằm trong đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Suddhasana thấp đến ngọn núi Karavika cao hơn. Khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara theo tuần tự như vậy. Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi Isatara cao hơn. Khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara từ ngọn núi isatara thấp đến ngọn núi yugantara cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương sidantara từ ngọn núi yugantara thấp đến ngọn núi neminthara cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương sidantara từ ngọn núi neminthara thấp đến ngọn núi vidataka cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Vinataka thấp đến ngọn núi Asakana cao hơn, khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Ngọn núi Asakana là cao nhất, bảy ngọn núi thấp cao ví như bảy tầng đất thang. Môn Tâu đại dương cao thượng, bể ngọn núi ấy là chỗ ngự của tứ đại thiên vương hộ trì thế giới. Đại Thiên Dương Thá Tá Rách Thá ngự tại Khướng Đông. Đại Thiên Dương Vi ra Cá ngự tại Khướng Nam. Đại Thiên Vương Vi Bắc Khá ngự tại Khướng Tây. Đại Thiên Vương Cú Vê Rá ngự tại Khướng Bắc. Vị Thiên Na Mát Ta Lý đánh cổ xe trời về trá Danh Ta đưa Đức Bồ Tát Ni Mí ngự đi qua bảy ngọn núi, chỗ ngụ của Tứ Đại Thiên Vương. Rồi tiếp tục ngự đi trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Nhìn thấy cổng cõi trời Tam Thập Tam Thiên có điêu khắc hình đức vua trời sắc cá đẹp tuyệt vời. Đức vua Bồ Tát Ni Mỹ truyền hỏi thiên nam Mata Lý rằng Này thiên nam Mata Lý, cổng ấy đẹp tuyệt vời có tên gọi là gì? Vị thiên nam Mata Lý tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng, cổng ấy có tên gọi là tá của tá là cổng ra vào của đức vua trời sắc cá. Cổng ấy có chiều rộng và chiều dài mỗi chiều một ngàn do tuần là cổng chính của cõi trời Tam Thập Tâm Thiên nằm trên đỉnh ngọn núi Sineru. Thật là xinh đẹp lạ thường. Có điều khắc hình đức vua trời sắc cá, các hình ảnh sư tử, chúa, hổ chúa, dân dân. Muôn tàu đại dương cao thượng kính thỉnh đại dương ngự vào cổng này ngự đi trên nền cõi trời bằng vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ loại rất xinh đẹp ngự trên cổ xe trời về chá danh ta ra thá có một ngàn con ngựa báu xin thá vá kéo bay vào bên trong đức vua bồ tát ni mí nhìn thấy hội trường rộng lớn nguy nga tráng lệ tuyệt vời tại cung trời tam thập tam thiên nên truyền hỏi Thiên Nam Ma Ta Lý rằng Này Thiên Nam Ma Ta Lý, hội trường rộng lớn ấy có tên gọi là gì? Vị Thiên Nam Ma Ta Lý tâu rằng Muôn tâu đại dương cao thượng, hội trường rộng lớn ấy có tên gọi là hội trường xuất tham má được phát sinh do quả phước thiện thật nguy nga lộng lẫy tuyệt vời các cây cột tám cạnh bằng ngọc quý nhất Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư thiên cung trời tam thập tam thiên. Có Đức Vua Trời Sắc Cá chủ trì để bàn thảo những vấn đề an lạc hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Kính thỉnh Đại Dương ngự vào hội trường Xuất Tham Ma, nơi mà Đức Vua Trời Sắc Cá cùng toàn thể chư thiên đang chờ đón rước Đại Dương. Đang ngồi chờ đợi Đức Vua Bồ Tát Ni Mí, toàn thể chư thiên nghe báo tin rằng Đức vua Bồ-Tát-Ni-Mí đã ngự đến rồi. Mỗi vị thiên nam thiên nữ cầm đoá qua trời khương trời dân dân, đi ra tận cổng chích tá của tá, đứng đón rước cúng dường Đức vua Bồ-Tát-Ni-Mí, kính thỉnh Đức vua ngự vào hội trường Xuất-Tham-Má. Đức vua Bồ-Tát-Ni-Mí ngự xuống cổ xe trời về trá Dành ta thá ngự đi vào hội trường xuất tham ma Hai bên đường toàn thể chư thiên quan hỷ đón rước, cúng dường những phẩm vật quý đến Đức Vua Bồ Tát Ni Mí reo hò rằng Muôn tâu Đại Dương, toàn thể chư thiên chúng con kính chào mừng Đại Dương. Kính thỉnh Đại Dương ngự lên trên bảo tòa bên cạnh Đức Vua Trời Sắc Cá. Đức Vua Trời Sắc Cá vô cùng quan hỷ tâu rằng Bổn Dương vô cùng quan hỷ đón rước Đại Dương của đất nước Vi Há kính thỉnh đại dương ngự lên trên bảo tòa cao quý của bổn dương kính thỉnh đại dương hưởng mọi sự an lạc trên cung trời tam thập tam thiên này nghe đức vua trời sắc cá kính thỉnh như vậy đức vua bồ tát ni mí truyền bảo rằng muôn tàu đức vua trời những thứ gì có được do người khác ban tặng những thứ ấy ví như xe cộ hoặc của cải mượn của người khác Do đó, bổn dương không muốn được của người khác ban tặng. Mọi phước thiện mà chính bổn dương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của chính mình, gắn bó với mình mà thôi. Khi hồi cung người trở lại kinh thành Mithila, bổn dương sẽ tạo mọi phước thiện trong cõi người, như bố trí, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát giới Upo Sathasila trong những ngày giới hàng tháng, giữ gìn thận trọng sáu môn thanh tịnh, thực hành pháp hành thiền định để cho tâm được an lạc sẽ không bị nóng nảy về sau. Đức vua Bồ Tát Ni Mí thuyết pháp với giọng hay tế độ toàn thể chư thiên làm cho chư thiên vô cùng quan hỷ trong lời dạy của Đức vua Bồ Tát. Đức vua Bồ Tát Ni Mí người tài cõi trời tam thập tâm thiên chỉ có 7 ngày tính theo thời gian cõi người. Đức vua Bồ Tát Ni Mí tán dương ca tụng vị Thiên Nam Ma Lý rằng Này Thiên Nam Ma Lý, người đã đánh cổ xe trời về Cha Giàn Ta đưa trẫm ngự đi xem những chúng sinh trong các cõi địa ngục và ngự đi xem những chư thiên trong các lâu đài nguy nga tráng lệ. Vậy người đã có công giúp đỡ trẫm nhiều. Sau đó, Đức vua Bồ Tát Ni Mí tâu với Đức vua trời Sắc Cá rằng muôn tàu đức vua trời bổn dương đã ngự an hưởng tại cung trời tam thập tam thiên suốt bảy ngày qua nay bổn dương mong muốn hồi cung trở lại kinh thành mithila nghe đức vua bồ tát ni mí tâu như vậy đức vua trời sắc cá truyền lệnh vị thiên nam ma ta lý đưa đức vua bồ tát ni mí hồi cung ngự trở về kinh thành mithila tuân theo lệnh của đức vua trời sắc cá vị thiên na mát ta lý thỉnh đức vua bồ tát ni mí ngự lên cổ xe trời về cha dàn ta ra đưa đức vua bồ tát ni mí hồi cung ngự trở về kinh thành mithila đức vua bồ tát ni mí racha ngự tại kinh thành mithila trị vì xứ về đê há thần dân thiên hạ được sống an lành thịnh vượng một hôm nhìn thấy trên đầu có sợi tóc bạc Đức vua Bồ Tát Nimi Raja hội triều rồi truyền dạy các quan cùng thần dân trong xứ Vê Đê Há rằng Này các khanh cùng thần dân thiên hạ trên đầu trẫm đã có sợi tóc bạc rồi thời trẻ trung đã qua thời lão niên đã hiện rõ ngay bây giờ trẫm sẽ đi xuất gia trao ngay vàng lại cho các khanh nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng như vậy nếu người nào muốn hưởng quả an lạc của thiện nghiệp nào thì người ấy nên tạo thiện nghiệp ấy tùy theo khả năng của mình bởi vì chỉ có thiện nghiệp mới cho quả an lạc mà thôi nếu người nào không muốn chịu quả khổ của ác nghiệp thì người ấy nên tránh xa mọi ác nghiệp bởi vì chỉ có ác nghiệp mới cho quả khổ mà thôi đó là sự công bằng của nghiệp và quả của nghiệp quả của nghiệp quả của nghiệp Bà và cha rã Cú xa lá cầm má. Sắc giới thiền nghiệp. Phần dục giới thiền nghiệp, đại thiền nghiệp và quả của dục giới thiền nghiệp, đài thiền nghiệp đã giải thích xong. Tiếp theo giải thích sắc giới thiền nghiệp và quả của sắc giới thiền nghiệp. Trong quyển sách này chỉ trình bày giải thích nghiệp và quả của nghiệp, cho nên phần sắc giới thiền nghiệp này không trình bày phương pháp thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm mà chỉ trình bày giải thích về sắc giới thiện nghiệp và quả của sắc giới thiện nghiệp mà thôi sắc giới thiện nghiệp sắc giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở chê tá na chê tá xí cá đồng sinh với năm sắc giới thiện tâm cho nên sắc giới thiện nghiệp có năm loại thuộc về ý thiện nghiệp năm sắc giới thiền tâm đó là năm bậc thiền sắc giới thiền tâm phát sinh do nương nhờ nơi đề mục thiền định pháp hành thiền định có bốn mươi đề mục thiền định mười đề mục hình vòng tròn cá si nã mười đề mục tử thi bất tịnh ú xá phá mười đề mục niềm niệm anu xá tý bốn đề mục tứ vô lượng tâm áp bá minh nhà một đề mục vật thực đáng nhờm a ha rê bá tích cô lá sanh nhà. Một đề mục phân tích tứ đại Chá-tú-tha-tú-vá-vá-tha-ná Bốn đề mục vô sắc A-rút-bá Trong 40 đề mục thiền định này Mỗi đề mục có tính chất khác nhau Thô hoặc di tế khác nhau Nên dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc giới thiền tâm khác nhau Được phân loại 40 đề mục thiền định Theo tính chất như sau mười đề mục dẫn đến cận định ú bá cha rá sa ma thí một đề mục niệm niệm chính ân đức phật bút tha nút sa tí hai đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp thâm ma nút sa tí ba đề mục niệm niệm chính ân đức tăng sang ga nút sa tí bốn đề mục niệm niệm giới trong sạch của mình sila nút sa tí năm đề một niệm niệm sự bố thí của mình chaga nút 6. sáu đề một niệm niệm năm pháp chư thiên có nơi mình deva nút 7. tỷ bảy đề một niệm niệm trạng thái an lạc tịch tình niết bàn ú bá sa ma nút tám đề một niệm niệm về sự chết marana nút 9. chín đề một vật thực đáng nhờm aha thích của lá xanh nha 10. Đề mục phân tích tứ đại Chá tú tha tá vá vá tha na Hành giả thực hành một trong 10 đề mục thiền định này chỉ có khả năng dẫn đến cận định ú bá cha rá sa ma thí ba thu thuộc về dục giới thiền tâm bởi vì 10 đề mục thiền định này thuộc về chân nghĩa pháp bá ra mát thả thầm má vô cùng di tế sâu sắc ý nghĩa rộng lớn nên định tâm không thể ăn trú vào một đối tượng nào nhất định cho nên hành giả không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào cả. Tâm của hành giả vẫn còn là dục giới thiền tâm, đại thiền tâm. Mười một đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm. Mười đề mục tử thi bất định, á su phá. Một đề mục niệm, ba mươi hai thể trượt trong thân, ca giá gá ta sa tí. Hành giả thực hành một trong mười một đề mục thiền định này có tính chất thuộc nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đề nhất thiền sắc giới mà thôi không thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới bậc cao ba đề mục vô lượng tâm dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm đề mục niệm rải tâm từ đến chúng sinh đáng yêu đáng mến pizza bana bá sát tá banh nhát tí. đề một niệm rải tâm bi đến chúng sinh đang khổ mong được cứu khổ đuối khí tá sát tá banh nhát tí. Đề mục niệm rải tâm hỷ để chúng sinh đang hưởng sự an lạc, hạnh phúc, số khí tá sát tá banh nhát tí. Hành giả thực hành một trong ba đề mục thiền định vô lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm. Nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm bởi vì ba đề mục vô lượng này còn có thọ lạc là chi thiền đề mục niệm rãi tâm xã dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm hành giả sau khi đã chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề tứ thiền sắc giới thiền tâm với một trong ba đề mục vô lượng là đề mục niệm rãi tâm từ hoặc đề mục niệm rãi tâm bi hoặc đề mục niệm rãi tâm hỷ xong muốn chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm Hành giả chỉ có thể thay đổi sang đề mục niệm rãi tâm xã mà thôi. Rồi hành giả tiếp tục thực hành đề mục niệm rãi tâm xã ấy dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Vì vậy, đề mục niệm rãi tâm xã này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Cho nên, hành giả không thể bắt đầu thực hành đề mục niệm rãi tâm xã này. 11. Đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiền tâm mười đề mục hình tròn cá xí ná một đề mục niệm hơi thở vào hơi thở ra ana banát hành giá thực hành một trong mười một đề mục thiền định này đề mục thiền định nào cũng có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà không cần thay đổi sang đề mục thiền định khác đặc biệt mười đề mục hình tròn cá xí ná khi hành giả thực hành thiền định sử dụng một trong mười đề mục hình tròn cá xí ná dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm xong rồi hành giả muốn thay đổi sang đề mục hình tròn cá xí ná khác tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục hình tròn cá xí ná ấy dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm một cách dễ dàng trong trường hợp hành giả muốn luyện phép thần thông ít thí ví thá á phi nha đa dạng thông tính chất của năm sắc giới thiện tâm năm bậc thiện sắc giới thiện tâm này chỉ có thể phát sinh đối với hạng người tam nhân tí hề tú cá bút gá lá có đủ ba nhân vô tham vô sân vô si mà thôi không thể phát sinh đối với hạng người có nhị nhân đều ví hay tú cá bút gá lá chỉ có hai nhân vô tham và vô sân không có vô si trí tuệ năm bậc thiền sắc giới thiền tâm này chỉ có thể phát sinh trong hai mươi hai cõi là một cõi người sáu cõi trời dục giới và mười lăm cõi trời sắc giới phàm thiên trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên bởi vì cõi này không có tâm chỉ có thân mà thôi năm bậc thiền sắc giới thiền tâm Hành giả thực hành thiền định Chọn đề mục thiền định Có khả năng dẫn đến chứng đắc Theo tuần tự Từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm Đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm Như sau Ban đầu hành giả là hạng người tam nhân Thực hành pháp hành thiền định Với đề mục thiền định ấy Định tâm phát sinh Có năm chi thiền Cho nành gá Có khả năng diệt Bằng cách chế ngự Được năm pháp chướng ngại nỉ vã ra đá Dĩ như lấy đá đè cỏ làm cho cỏ không thể dương lên được Năm chi thiền Cha đanh gá Một Ví tất cá Hướng tâm đến đối tượng đề mục thiền đình duy nhất ấy Hai Ví cha rá Quan sát trong đề mục thiền đình ấy Ba Bi tí Quan hỷ phát sinh Do định tâm an trú trong đề mục thiền đình ấy Bốn Sú khá An lạc phát sinh Do định tâm quan hỷ trong đề mục thiền định ấy. Năm, ê cắt gá ta, nhất tâm định tâm vững chắc, phát sinh do an lạc trong đề mục thiền định ấy. Năm pháp chướng ngại, ní vá ra ná. Một, ca bắt chanh đá, ní vá ra ná, tham dục trong ngũ dục, sắc, thanh, hương, dị, xúc là pháp chứng ngại của thiền định. Hai, bờ da ba đá, ní vá ra ná, sân hận là pháp chướng ngại của thiền định ba thi ná mít thá ní vá ra ná. buồn chán buồn ngủ là pháp chướng ngại của thiền định bốn út thách chá cúc cúc chá ní vá ra ná phóng tâm hối hận là pháp chướng ngại của thiền định năm vích chí kích cha ní ra ná hoài nghi là pháp chướng ngại của thiền định năm chi thiền chế ngự năm pháp chứng ngại như thế nào năm chi thiền đó là năm tâm sở đồng sinh với đài thiền tâm còn năm pháp chứng ngại đó là bảy tâm sở đồng sinh với ác tâm mỗi chi thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp chứng ngại như sau một ví tắc cá hướng tâm đến một đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngại buồn chán buồn ngủ thi nã, bít thá đi vá ra nã. hai ví cha rã, quan sát trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại hoài nghi viết chí kích cha lý vá ra ná. ba bi tí quan hỷ trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại sân hận bờ gia ba đá lý vá ra ná bốn số khá an lạc trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngại phóng tâm hối hận út thách chá cúc cúc chá lý vá ra ná năm ê cắt gá ta nhất tâm trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại tham dục ca bách chành đá ní vá rá ná thực hành thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc hành giả thực hành pháp hành thiền định thuộc hàng hành giả man đá bút gá lá có trí tuệ bậc thường có khả năng chế ngự được mỗi chi thiền để chứng đắc mỗi bậc thiền vì vậy thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc thiền một hành giả thực hành pháp hành thiền định với một đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có đầy đủ năm chi thiền có khả năng diệt bằng cách chế ngự được năm pháp chứng ngại ní vã ra nã nên chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cá ví cha rá bi tí, xú khá ê cắt gá ta do chế ngự được năm pháp chứng ngại hai sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền ví tắc cả hướng tâm còn thô nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền ví tắc cả nên chứng đắc đề nhị thiền sắc giới thiền tâm có bốn chi thiền là ví cha rã bi tý xú khá etagata do chế người được chi thiền ví tất cả 3. Sau khi đã chứng đắc đề nhị thiền sắc giới thiền tâm, có bốn chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền, ví cha rá, quan sát còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh, có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền, ví cha rá, nên chứng đắc đệ tam thiền sắc giới thiền tâm, có ba chi thiền, là bi tí xứ khá ê cắt gá ta do chế ngự được chi thiền ví cha rá bốn sau khi đã chứng đắc đề tam thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền bi tí quan hỷ còn thô nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền bi tí nên chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Sú khá và ê cắt gá ta do chế ngự được chi thiền bi tí năm sau khi đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là Sú khá và ê cắt gá ta hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền Sú khá an lạc còn thu nên cần phải thay thế chi thiền Sú khá bằng chi thiền ú bếch kha xả rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề một thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng thay thế chi thiền xứ khá bằng chi thiền ubhikha nên chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là ubhikha e ta do thay thế chi thiền xứ khá bằng chi thiền ubhikha thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc một đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là vi tắc cá vi chà rã bi tí sú khá ê cắt gá ta do chế ngự được năm pháp chứng ngại ní vá rá ná hai đề nhị thiền sát giới thiền tâm có bốn chi thiền là vi cà rã bi ti sú khá ê cắt gá ta do chế người được một chi thiền vi tắc cá ba đệ tâm thiền sát giới thiền tâm có ba chi thiền là bí ti xú khá ê cắt gá ta do chế người được chi thiền ví cha rã bốn đệ tứ thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là xú khá ê cắt gá ta do chế người được chi thiền bi tí năm đệ ngũ thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là ú bết kha ê cắt gá ta do thay thế chi thiền xú khá bằng chi thiền ú kha thực hành thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc đối với hành giả là hạng tít khá bút gá lá có trí tuệ sắc bén sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cá ví cha rá bi tí, sú khá ê cắt gá tá do chế người được năm pháp chứng ngại ní vá ra ná sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có đủ năm chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền ví tắc cá hướng tâm và chi thiền ví cha rá còn thu nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền ví tắc cá và chi thiền ví cha rá cùng một lúc nên chứng đắc đề nghị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là bi tí xú khá ê cắt gá ta vì vậy đối với hành giả là hàng tiết khá bút giá lá có trí tuệ sắc bén thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc thiền như sau một đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cả ví cha đá bi tí su khá ê e cắt giá ta do chế ngự được năm pháp chướng ngại hai đề nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là bi tí số khá ta do chế người được hai chi thiền, ví tất cả và ví cha rá cùng một lúc. Ba, đệ tam thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là xú khá ta do chế người được chi thiền bi tí. 4. đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là ú bết kha ta do thay thế chi thiền Sú khá bằng chi thiền ú bết Đó là bốn bậc thiền sắc giới thiền tâm đối với hành giả thuộc về hạng tích khá bút gá lá có trí tuệ sắc bén quả của sắc giới thiền nghiệp sắc giới thiền nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với năm sắc giới thiền tâm cho quả trong hai thời kỳ thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá thời kỳ sau khi đã tái sinh bá bá tý ca lá kiếp hiện tại thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lá sắc giới thiện nghiệp trong năm sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh khí ca lã có năm sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm bá tý sanh thí kích tá làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp bá tý sanh thí kích giá quả sinh làm gì phạm thiên trên mười lăm tầng trời sắc giới phạm thiên trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên mười lăm tầng trời sắc giới chia theo bốn sắc giới quả tâm một bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời bờ đá má ba Rít sách cha tầng trời phạm chúng thiên bờ đá má bú rô hí ta tầng trời phạm sư thiên má ha bờ đá ma tầng trời đài phạm thiên hai bậc đệ nhị thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời bá rít ta pha tầng trời thiểu quan thiên áp bá mana tầng trời vô lượng thiên a phát xá ra cõi quan âm thiên ba bậc đệ tam thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời ba rít tả sú pha tầng trời thiểu tình thiên abama ná sú pha tầng trời vô lượng tình thiên Sú phá kin ha tầng trời biến tình thiên bốn bậc đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có bảy tầng trời vh phá la tầng trời quả quảng thiên á sanh nhã sách ta tầng trời vô tưởng thiên suốt tha và xá cõi tình cư thiên có năm tầng trời a vi tầng trời vô phiền thiên a táp ba tầng trời vô nhiệt thiên su đát sa tầng trời thiền hiền thiên su đát si tầng trời thiền kiến thiên a cá đít tha tầng trời sắc cứu cánh thiên như vậy từ bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm cho đến bậc đề tam thiền sắc giới quả tâm mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời theo năng lực của ba bậc thiền sắc giới quả tâm bậc hạ bậc trung bậc thượng còn bậc đề tứ thiền sắc giới quả tâm có bảy tầng trời là vh phá la tầng trời quả quảng thiên và á xanh nhá xác ta tầng trời vô tưởng thiên đối với các hạng phàm nhân và các bậc thánh nhân chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm riêng tình cư thiên có năm tầng trời này chỉ dành riêng cho bậc thánh bất lai chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm hoặc bậc thánh bất lai thuộc hàng tiết khá bút ga lá chứng đắc đề tứ thiền sắc giới thiền tâm do nguyên nhân nào bậc thiền sắc giới quả tâm có ba bậc bậc hạ bậc trung bậc thường mỗi bậc thiền sắc giới thiền tâm từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm đến đề tứ thiền sắc giới thiền tâm mỗi bậc thiền có ba bậc bậc thiền sát giới bậc hạ bậc thiền sát giới bậc trung bậc thiền bậc thượng do năng lực của vá si pha vá năm pháp thuần thục thứ nhất vá si pha vá pháp thuần thục có năm pháp một a vá chá ná vá si pha vá pháp thuần thục quán kiệt nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục quán kiệt chi thiền của bậc thiền sát giới thiện tâm ấy hai sa mạ bách chá vá si pha vá pháp thuần thục nhập bậc thiền nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục nhập bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy ba á thiết vá si pha vá pháp thuần thục phát nguyện nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy bốn vút thà vá si pha vá pháp thuần thục xã thiền là hành giả có khả năng thuần thuộc ấn định thời gian xã bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy năm bát Cháu vết khá ná vá si sì pha vá pháp thuần thuộc quán triệt là hành giả có khả năng thuần thuộc quán triệt chi thiền của bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy giới tác hành tâm ví dụ hành giả sau khi đã chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm nếu hành giả không thường xuyên nhập đề nhất thiền sắc giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục của bậc thiền ấy có ít năng lực nên đệ nhất thiền sát giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sát giới thiền tâm bậc hạ nếu hành giả thỉnh thoảng nhập đệ nhất thiền sát giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục vá si pha vá của bậc thiền ấy có năng lực trung bình nên đệ nhất thiền sát giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sát giới thiền tâm bậc trung nếu hành giả thường xuyên nhập đệ nhất thiền sát giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục vá si pha vá của bậc thiền ấy có nhiều năng lực nên đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thường hành giả có thể sử dụng đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thường ấy làm nền tảng để tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm tương tự như vậy các bậc thiền còn lại là đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm đệ tam thiền sắc giới thiền tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm. Nếu hành giả thực hành giống như đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi sắc giới Thiện nghiệp trong mỗi bậc thiền sắc giới thiền tâm bậc hạ bậc trung bậc thượng cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp bá tỷ sanh thí ca lá có mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm bậc hạ bậc trung bậc thượng gọi là sắc giới tái sinh tâm bá tý sanh thí chí tá làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm gì phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm ấy đối với hành giả là hạng tích khá bút ga lá có trí tuệ sắc bén có bốn bậc thiền sắc giới quả tâm là phần sự tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm gì phạm thiên đúng theo bốn tầng trời bậc thiền sắc giới quả tâm thiền sắc giới quả tâm thiền sắc giới quả tâm thiền sắc, giới quả tâm, thiền sắc...